Chương 201, chính là cái tên nhóc con kia. Người đang ngồi kế bên Mộ Dung Lan thấy thế, vội vàng đứng lên nhường chỗ cho Trần La Sinh. "Bác sĩ Mộ Dung, chúng ta lại gặp nhau." Trần La Sinh cười cười ngồi xuống. "Hừ, Mộ Dung Lan không tình nguyện mà hừ một tiếng. Đồ đờ sao, bên ngoài giả bộ thành một đóa hoa sen trắng thanh cao, chờ ông đây bắt được cô tới trong tay thì phải làm cô một trận cho biết mặt." Trần La Sinh hung dữ nói nói thầm trong lòng vị trí này phải được ngồi bởi người trẻ tuổi tài cao như giáo sư Trần vậy, anh xem có đúng không giáo sư thẩm. Bỗng nhiên Ngô Thiên Hào nói ra một câu. Vẻ mặt thẩm dũng đã cực kỳ khó chịu. Trần La Sinh nghe được ý ở ngoài lời, nói chẳng lẽ lúc nãy có người muốn ngồi ở đây hay sao, xin hỏi giáo sư thẩm bây giờ người đó ngồi đang ở đâu. Ngô Thiên Hào khẽ nâng cầm, chỉ vào đường Tuấn đang ngồi trong góc bàn, nói chính là cái tên nhóc con kia. Trần La Sinh nhìn theo ánh mắt của Ngô Thiên Hào, thấy người nọ là Đường Tuấn, lại quay qua nhìn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mộ Dung Lan, bỗng nhiên sinh ra một ghế, thầm nghĩ, không phải là cô chướng mắt ông đây sao? Vậy thì ông đây nhìn xem người cô coi trọng là cái thứ gì? Vì thế, Trần La Sinh nói, hiệu trưởng Ngô, hôm nay mọi người vất vả như vậy, có phải chúng ta nên kính mọi người một chén rượu hay không? Ngô Thiên Hào ngạc nhiên một chút, sau đó cười ha ha, nói, đúng là nên như vậy. Trần La Sinh cầm ly rượu vang đứng dậy đầu tiên, đi cùng với Ngô Thiên Hào qua cái bàn của nhóm Đường Tuấn. Hai người đã đứng dậy thì người khác làm sao dám ngồi nữa, vội vàng đứng dậy đi theo. Hiệu trưởng Ngô và giáo sư Trần đến đây. Mấy người ngồi cùng bàn với Đường Tuấn thấy Ngô Thiên Hào và Trần La Sinh tới, thu liếm lại tiếng cười, không cười nhạo Đường Tuấn nữa mà cố hết sức suy nghĩ làm sao để nịnh bợ được Trần La Sinh và Ngô Thiên Hào. Ngô Thiên Hào đã đi tới, ngoại trừ đường tuấn ra thì toàn bộ những người trên bàn đều đứng lên. Ngô Thiên Hào nhìn thấy rất tức giận, chính mình chủ động lại đây mời rượu mà tên nhóc này còn dám ngồi tại chỗ, đây không phải là không cho ông mặt mũi hay sao? Các vị hôm nay vất vả rồi, tôi thay mặt Đại học Vinh cảm ơn sự nỗ lực của mọi người. Ngô Thiên Hào tạm thời áp xuống tức giận trong bụng, nâng ly với mọi người. Ông nhấp một ngụm nhỏ, mười mấy người trên bàn cũng nhanh chóng làm theo trần la sinh cũng nhấp một ngụm rồi đi đến trước mặt đường tuấn từ trên cao nhìn xuống nói ha ha nghe nói cậu muốn ngồi vị trí của tôi đường tuấn ngẩng đầu nói tôi muốn ngồi ở đâu cũng không cần đến sự đồng ý của anh ha 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 bỗng nhiên trần la sinh cười to chỉ vào đường tuấn nói chỉ sợ mọi người còn không biết cậu nhóc trẻ trâu này là ai sở dĩ anh tới trễ như vậy là bởi vì nhờ người đi tra xét đường tuấn mọi người lắc đầu không hiểu không biết Trần La Sinh muốn nói chuyện gì. Audio điện tử Võ Tấn bền. Trần La Sinh dừng cười, nói, nói nữa có lẽ mọi người không tin, Đường Tuấn là người làm công việc có ý nghĩa nhất trong trường chúng ta. Trong ánh mắt thắc mắc của mọi người, Trần La Sinh từng chữ từng chữ nói, cậu ta chính là nhân viên quản lý thư viện trong trường chúng ta, chuyên môn dọn dẹp sách báo, có thể được xem như là người khuân vác tri thức. Mọi người nói xem, loại công việc này có phải là rất có ý nghĩa hay không? Rất giỏi hay không? Ha ha ha, chương 202, anh cười đủ chưa? Tuy là nói thì nói như vậy nhưng khinh thường hiện rõ trên mặt Trần La Sinh đã nói rõ ý anh ta muốn nói là cái gì. Ha ha ha, những người còn lại cũng phối hợp mà nở nụ cười, trong khoảng thời gian ngắn, Đường Tuấn như là đã trở thành một bộ phim hài để mọi người cười cợt. Đường Tuấn lại bình tĩnh không nói gì, xoay xoay cái ly đang cầm, nhìn Trần La Sinh, nói, anh cười đủ chưa? trần la sinh giật mình không cười nữa mà chỉ vào đường tuấn nói cậu nhóc tới bây giờ còn kiêu ngạo như vậy tôi còn nghĩ cậu là nhân vật nào lớn lắm không nghĩ tới chỉ là một cái nhân viên quản lý nho nhỏ cậu thức thời thì tốt nhất nên cung kính mà đứng dậy xin lỗi tôi nói không chừng tôi sẽ tốt bụng mà để cho cậu tiếp tục làm việc ở thư viện nếu không thì ha ha mọi người nhìn thấy thế theo bản năng mà cách xa đường tuấn một chút vốn tưởng rằng đường tuấn chỉ thích khoác lác mà thôi ai biết lại không biết sống chết mà đi đắc tội với Trần La Sinh, trong lòng cảm thấy may mắn vì lúc nãy không có đến gần Đường Tuấn. Trần La Sinh cong lưng xuống, nói vào tai Đường Tuấn, ha ha, dám đoạt gái của ông đây thì kết cục chính là như vậy. Nói rồi Trần La Sinh đứng thẳng người dậy, ngạo nghễ nói, đừng cho là tôi đang nói giỡn, có thấy người đứng bên cạnh tôi là ai không? Đây chính là hiệu phó Ngô, người phụ trách bổ nhiệm nhân sự trong trường chúng ta, cậu đi hay ở chỉ cần một câu của ông ấy mà thôi. Đừng tự cắt đứt tương lai của mình. Mộ Dung Lan nhìn nãy giờ đã không ngồi yên được nữa, muốn đứng lên nhưng lại bị Thẩm Dũng ngăn cản. Cậu ấy không phải người bình thường, bọn người này không làm khó được cậu ấy. Thẩm Dũng nhìn Đường Tuấn một cái rồi nói với Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan chỉ có thể nửa tin nửa ngờ mà ngồi xuống. Mộ Thiên Hòa còn đang cầm hơn nửa ly rượu, cũng mang vẻ mặt cao cao tại thượng mà cười tủm tỉm nhìn Đường Tuấn. Luận chức vị thì ông ta với cha của Trần La Sinh không khác nhau lắm nhưng cha của Trần La Sinh có khả năng cao là người sẽ trở thành hiệu trưởng nhiệm kỳ tiếp theo của Đại học Vinh. Đến lúc đó ông ta không thể so sánh được cho nên bây giờ ông ta rất vui vẻ mà cho Trần La Sinh mặt mũi. Chỉ là sa thải một nhân viên quản lý thư viện mà thôi, quá đơn giản đối với ông ta. Trong lúc những người ở đây nghĩ rằng Đường Tuấn chắc chắn phải cúi đầu xin lỗi Trần La Sinh thì Đường Tuấn lại lắc lắc đầu, nói bằng anh còn chưa đủ. Trần La sinh giật mình, sau đó cười to nói, thằng nhóc không biết điều, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Anh ta quay đầu lại nhìn Ngô Thiên Hào nói, "Hiệu phó Ngô, ông xem chuyện này phải làm sao đây?" Ngô Thiên Hào cười cười, xoay xoay nửa ly rượu trong tay, nói với Đường Tuấn, "Cậu đồng chí này, tôi chính thức thông báo với cậu, cậu bị sa thải khỏi đại học Vinh." Kéo kẹt. Ngô Thiên Hào còn chưa nói xong thì bỗng nhiên cửa phòng lại bị đẩy ra. Ngô Thiên Hào rất tức giận, là ai không biết điều như vậy không biết là ông ta ghét nhất bị người khác ngắt lời hay sao ông ta quay người định nhìn xem người đến là ai thuận tiện dăn dậy hai câu để bày ra uy nghiêm của mình một chút nhưng sau khi ông ta nhìn thấy người đi vào là ai thì những lời muốn nói ra đã bị nghẹn lại trong cổ họng không chỉ là ông mà dường như cả căn phòng đều đã bị đông cứng lại một nhóm bảy tám người đi đến cầm đầu là một người đàn ông có khuôn mặt uy nghiêm mặc áo sơ mi rộng thùng thình cho dù là ở Đại học Vinh đi học hay làm việc thì đa số mọi người đều biết người này là ai. Người này chính là hiệu trưởng của Đại học Vinh, Lâm Trung Nghĩa. Chương 203, giáo sư Trần vất vả rồi. Mà sau lưng Lâm Trung Nghĩa là năm sáu người có trai có gái, đều là thành phần lãnh đạo cao tầng của trường Đại học Vinh, trong đó có hai ba người có chức vị không thua mô thiên hòa. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ hơn chính là bên cạnh hiệu trường Lâm đang đứng một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. So với hiệu trưởng Lâm thì trẻ hơn rất nhiều nhưng lại được đi ngang hàng với hiệu trưởng Lâm, hai người còn nói chuyện với nhau. Đó không phải là bí thư hoàng tường của Lý Quang Huy hay sao? Có người nhận ra người kia, thầm thì nói. Thì ra là bí thư hoàng, khó trách có thể đi bên cạnh hiệu trưởng Lâm. Mọi người hiểu rõ trong lòng, Lý Quang Huy là một trong mấy thành viên của hội đồng quản trị, hầu như mỗi năm đều quyên góp một khoản tiền lớn cho trường học lấy năng lực của Lý Quang Huy, ông có thể trực tiếp can thiệp vào trong cuộc bổ nhiệm hiệu trưởng. Trần La Sinh nhìn kỹ một chút sau đó dơ lên một khuôn mặt tươi cười tiến lên nghênh đón cùng với Ngô Thiên Hào, anh ta đã nhìn thấy cha của mình đang đứng với mấy người ở sau lưng hiệu trưởng Lâm. Hiệu trưởng Lâm, Bí Thư Hoàng, sao hai người lại đến chỗ này? Ngô Thiên Hào kính cẩn nói. Lâm Trung Nghĩa cười nhạt, nói, nghe nói lão ngô ông đang chiêu đãi giáo sư thẩm với mấy bác sĩ của bệnh viện Việt nhất, trùng hợp là tôi và bí thư hoàng cũng ăn cơm trong quý tân lâu cho nên cùng nhau lại đây nhìn xem nói xong anh nhìn giáo sư thẩm đang đứng ở gần đó cười một cái nói giáo sư trần vất vả rồi thẩm dư và mộ dung lan cũng đã đi tới ông khẽ gật đầu nói không có gì lâm trung nghĩa thấy không khí hơi im ắng cười nói mọi người cứ ngồi đi tôi chỉ đến đây nhìn xem một tí không có ý gì khác mọi người cười cười nào dám ngồi xuống chỉ có đường Tuấn là từ lúc ban đầu không có đứng lên, vừa vặn bị mọi người che khuất. Lão Ngô, lúc nãy các ông đang làm gì đó, hình như là tôi nghe được ông muốn sa thải ai, ai đa, trong lúc ăn cơm thì không cần nói chuyện công việc đâu. Lâm Trung Nghĩa cười hiền lành nói, Ngô Thiên Hòa còn chưa nói, Trần La Sinh đã xen mồm vào, hiệu trưởng. Quả thật là lúc nãy hiệu phó ngô có chuẩn bị sa thải một con sâu làm dầu nồi canh trong trường đại học Vinh chúng ta trong lòng Lâm Trung Nghĩa hơi hơi hơn giận, trước mặt bí thư hoàng mà nói con sâu làm giàu nổi canh, đây chẳng phải là muốn nói ông quản lý không tốt hay sao, nhưng mà bây giờ ông chỉ có thể tiếp lời Trần La Sinh, hỏi, hử, là đồng chí nào thế? Đường Tuấn, còn không lại đây, Trần La Sinh cười lạnh, kêu to gọi Đường Tuấn còn đang ngồi ở trên ghế. Đường Tuấn, chân mày Lâm Trung Nghĩa và bí thư hoàng nâng lên, cảm thấy tên này rất quen tai, hình như là nghe qua ở chỗ nào rồi. Đường Tuấn lạnh lẽo nhìn Trần La Sinh, nói tôi đã bị trường học sa thái, dựa vào cái gì mà nghe lời anh. Trần La Sinh cực kỳ tức giận, làm như là trước khi sa thải tôi nói thì cậu nghe lời vậy. Nhưng Đường Tuấn biểu hiện như thế ngược lại làm thỏa mãn ý định của Trần La Sinh. Trần La Sinh quay đầu, nhìn Lâm Trung Nghĩa, nói hiệu trưởng Lâm, ông cũng thấy rồi đó, tên nhóc này không nghe dạy bảo, coi lời của cấp trên không ra gì, cậu ta không phải con sâu làm dầu nồi canh thì là cái gì, không sa thải cậu ta thì sa thải ai. Lâm Trung Nghĩa rất biết cách đối nhân xử thế và bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp, ông cười nói, người trẻ tuổi, có chút tính tình cũng là chuyện bình thường, để cho tôi tới nói với cậu ấy mấy lời. chương 204 tại sao tôi phải xin lỗi anh ấy? Vốn muốn sa thải một người thì không cần tới Lâm Trung Nghĩa tự mình ra mặt nhưng mà lúc này lại có rất nhiều người quan trọng ở đây như vậy, ông cũng muốn bày ra uy nghiêm của chính mình. Vậy nên ông vòng qua Trần La Minh, chuẩn bị nghiêm túc mà nói nói người trẻ tuổi kia một chút. Nhưng cho đến khi ông chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì ông mới hiểu được tại sao hai chữ Đường Tuấn này lại quen tai như vậy. "Đường, anh Đường." Một bụng lời nói ân cần hiền lành không nói ra được mà chỉ có thể khẽ rung rộng mà lắp bắp ra vài tiếng. "Anh Đường." Bí thư Hoàng nghe đến ba chữ đó, đột nhiên nhớ tới Đường Tuấn là ai, đó chính là người mà ngay cả lão Bạch cũng phải khen ngợi và tiên rẻ rất nhiều anh vội vàng đẩy Trần La Sinh ra, đi nhanh đến trước mặt Đường Tuấn, nhìn thấy người đó thật sự là Đường Tuấn không sai, vội vàng kính cẩn mà nói: "Kính chào anh Đường." Trần La Sinh giật mình. Ngô Thiên Hào giật mình. Khách khứa cả phòng và những người đi chung với bí thư Hoàng và hiệu trưởng Lâm cũng giật mình. "Cậu ta không phải là nhân viên quản lý thư viện trường hay sao? Làm sao xứng để cho hiệu trưởng Lâm và bí thư Hoàng xưng một tiếng anh Đường?" Đầu óc Trần La Sinh quay vòng vòng tự hỏi nhưng lại không có được đáp án nào chính xác hiệu trưởng ông không nhận sai người chứ cậu ta chỉ là một nhân viên quản lý thư viện của trường chúng ta mà thôi trần la sinh hỏi thẳng ra miệng nghe được mấy từ nhân viên quản lý thư viện trái tim lâm trung nghĩa như bị đè xuống không còn bất cứ nghi ngờ nào nữa hôm đó lý quang huy tìm ông là để đưa vị đường tiến sinh trước mắt này vào trong vị trí nhân viên quản lý thư viện mấy ngày đi công viên xanh Ông và bí thư Hoàng đều ở đó nên có vài phần ấn tượng đối với Đường Tuấn. Vốn dĩ còn muốn tìm Đường Tuấn tán gẫu, nói một chút về vấn đề thay đổi chức vụ. Là nhân vật mà ngay cả Lý Quang Huy và lão Bạch đều phải kiêng sợ thì làm sao Lâm Trung Nghĩa ông dám để cho người ta chỉ làm một nhân viên quản lý thư viện nho nhỏ chứ? Nhưng mà bởi vì bận bịu quá nhiều chuyện cho nên bị trì hoãn lại. Ông ngàn vạn không ngờ là mình lại gặp Đường Tuấn ở chỗ này. Ông là Lâm Trung Nghĩa Đường Tuấn ngẩng đầu liếc nhìn hiệu trưởng Lâm, thản nhiên nói: "Phải, Lâm Trung Nghĩa thành thật mà nói. Lần này không chờ Đường Tuấn mở miệng nữa mà bí thư Hoàng đã chủ động giới thiệu, nói anh Đường, tôi là bí thư của chủ tịch Lý, họ Hoàng, cậu kêu tôi tiểu Hoàng là được rồi." Đường Tuấn khẽ gật đầu. "Hiệu trưởng, mấy người." Trần La Sinh còn đang mơ hồ không dám tin tưởng vào hình ảnh trước mắt, bí thư Hoàng và hiệu trưởng Lâm là hàng người nào? Làm sao có thể ăn nói khép nép với Đường Tuấn như vậy? Còn có tiểu hoàng, là quái gì, trong thành phố Vinh có mấy người dám gọi vị bí thư là một tiếng tiểu hoàng chứ? Câm mồm, Lâm Trung nghĩa lạnh lùng quá to với Trần La Sinh, "Trần La Sinh, còn không nhanh chạy lại đây xin lỗi anh Đường." Biểu cảm của Trần La Sinh trở nên khó coi, bắt anh ta xin lỗi Đường Tuấn trước mặt nhiều người như vậy còn khó chịu hơn là bắt anh đi chết, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hiệu trưởng Lâm, tôi không làm sai điều gì." Tại sao tôi phải xin lỗi anh ấy? Lâm Viễn Huy biết tính tình của Trần La Sinh, hư một tiếng, nói, "Được rồi. Nếu đã như vậy, anh nói cho tôi biết anh Đường đã vi phạm lỗi gì mà anh nhất định phải sa thải anh ta?" Anh Đường đi làm ở trường đại học thành phố Vinh của chúng ta là một việc đáng vui mừng, ngay cả ông ta là hiệu trưởng cũng phải tôn trọng anh ta một chút, Trần La Sinh lại dám sa thải anh ta? Chương 205: Tôi không muốn phải gặp lại bọn họ nữa trần la sinh nói không lên lời sau khi biết thân phận của đường tuấn anh ta lo lắng chạy đến theo anh ta thì sa thải một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé thì cần gì lý do anh cầu cứu ngô thiên hào dù sao cũng là ngô thiên hào nói muốn sa thải anh ta ngô thiên hào già rồi nhưng vẫn còn khỏe nếu không thì đã không ngồi ở vị trí hiện tại thấy tình hình như vậy thì chuyển sang nịnh ngọt cúi xuống xin lỗi đường tuấn anh đường vừa rồi tôi chỉ nói đùa với cậu thôi cậu đừng để ý nếu tôi có chỗ nào không phải mong cậu rộng lượng không so đo tôi kính cậu ly rượu này coi như xin lỗi nói xong ngô thiên hào uống cạn ly rượu to hiệu trưởng ngô ông trần la sinh sững sờ không nghĩ rằng ngô thiên hào lại không cần mặt mũi như vậy ha ha hiệu trưởng lâm đây là đại học thành phố vinh do ông quản lý xem ra tôi phải nói chuyện với chủ tịch lý nếu ông không đủ năng lực có rất nhiều người đang đợi ngồi lên vị trí này đó thư ký hoàng nói lời diễu cợt anh ấy biết rõ hơn lâm viễn huy rằng lý quang huy càng thêm kiêng nể đường tuấn như thế nào sau chuyến thăm công viên xanh lâm viễn huy bày ra biểu cảm nhăn nhó nhìn trần la sinh nói ha ha xem ra phẩm chất đạo đức của thầy trần kém rồi nếu đã như vậy tạm thời dừng lại tất cả tiết học thầy phụ trách phòng y tế của trường hiện có ít người anh đến đó công tác đi hiệu trưởng lâm ông sao vậy trần la sinh lo lắng anh sắp được thăng thăng chức mà Lâm Viễn Huy thật sự muốn điều anh đến phòng y tế, đây chính là từ thiên đường xuống địa ngục. Ba, ba, nhưng Trần La Sinh chưa nói xong, một người đàn ông chừng 50 tuổi bước ra khỏi đám người, giơ bàn tay lên, tát vào mặt Trần La Sinh. Nhóc con, con nói chuyện với hiệu trưởng Lâm thế nào đấy? Còn chưa xin lỗi thầy đường. Cha, sao đến cha cũng? Trần La Sinh khản giọng nói. Người đàn ông đó chính là cha của Trần La Sinh, Trần Quang, người có khả năng sẽ tiếp quản vị trí hiệu trưởng sau lâm viễn huy trần quang lúc này cũng sợ hãi và tức giận gần đây ông đang trong thời kỳ thăng cấp phải thật cẩn thận không ngờ con trai ông lại dám gây ra chuyện lớn đến mức này trần la sinh nhìn ánh mắt của cha cũng lấy lại bình tĩnh anh ta nghiến răng nghiến lợi cúi người với đường tuấn nói anh đường tôi đã làm chuyện không phải với anh mong anh tha thứ hừ chỉ cần lâm viễn huy rời đi cha tôi trở thành hiệu trưởng tôi sẽ trả lại nỗi nhục nhã ngày hôm nay cho anh gấp 100 lần. Trần La Sinh độc ác nghĩ trong lòng. Anh Đường, anh nghĩ cách giải quyết như vậy được không? Lâm Viễn Huy cẩn thận hỏi. Đường Tuấn đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh, nói tôi không muốn phải gặp lại bọn họ nữa. Lời nói ra làm Trần La Sinh và cha anh ấy lo lắng tột độ. Đặc biệt là Trần La Sinh, anh nghĩ sau này sẽ đợi cha lên trước rồi sẽ tìm lại thể diện, nhưng bây giờ Đường Tuấn đã cắt đứt tương lai và hy vọng trả thù của cha con anh chỉ bằng một câu nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 206, anh muốn đi mấy ngày? Lâm Viễn Huy gật đầu đồng ý. Trần La Sinh sững sờ, không ngờ anh chỉ muốn trêu chọc Đường Tuấn mà lại thành ra trộm gà không được, ngược lại làm anh và ba bị cách chức. Nhưng hiện giờ anh ta không dám nhiều lời, bởi vì thư ký Hoàng đã nói như vậy, anh là một trong những người thân cận nhất của Lý Quang Huy. Vẻ mặt Trần Quang xám xịt, ông không duy trì được phong độ, tát vào mặt Trần La Sinh, "Mày mẹ sao sao đã gây ra chuyện gì rồi?" Trần La Sinh không dám cãi lại, trong lòng cảm thấy hối hận, nhưng đã quá muộn. Bữa tiệc kết thúc trong sự bàng hoàng và thổn thức, trước khi rời, đi mọi người đều nhìn Đường Tuấn với vẻ sợ hãi. Nhất là mấy người ngồi cùng bàn với Đường Tuấn, sợ đến xanh ruột, vì lo Đường Tuấn giận chó đánh mèo lên người bọn họ nhưng đường tuấn từ đầu đến cuối đều không quan tâm bọn họ, làm cho bọn họ vừa thất vọng vừa vui mừng, tâm trạng rất phức tạp. Anh đường, tôi không làm phiền anh bàn chuyện, anh lý dặn tôi, nếu có cơ hội gặp anh đường, tôi hy vọng anh đường sẽ dành chút thời gian đến thăm tập đoàn thịnh thiên. Hoàng công khiêm tốn nói, đường tuấn gật đầu, tuy rằng Bạch Thanh Hỏa không tiết lộ thân phận tông sư của anh, nhưng với biệt thự thành phố của Lý Quang Huy, anh biết kế tiếp phải làm gì với anh ta người mà Bạch Thanh Hỏa không dám đắc tội, thì mấy người nhà họ Lý cũng không thể trêu chọc vào. Lâm Viễn Huy và Hoàng Tùng cùng nhau rời đi, trong phòng bao của nạc đại chỉ còn lại ba người Đường Tuấn, Mộ Dung Lan và Thẩm Dũng. Trước khi đi, Lâm Viễn Huy ném cho Đường Tuấn một cành ô lưu, muốn Đường Tuấn đảm nhận một chức vụ nào đó ở Đại học Thành phố Vinh, nhưng Đường Tuấn từ chối. Về việc Trần La Sinh và Ngô Thiên Hào sa thải Đường Tuấn, Lâm Viễn Huy không dám nhắc lại nữa. Đường Tuấn, Tôi đúng là không nhìn lầm người, ánh mắt Thẩm Dũng lóe ra tia sáng, giống như lần đầu tiên gặp Đường Tuấn. Có kỹ thuật y thuật cao siêu, bây giờ có một thân phận mà khiến cả Lý Quang Huy cũng phải e dè. Tổng hợp lại tất cả, Thẩm Dũng trong lòng đã đoán được một chút, nhưng suy đoán này vẫn cần phải chứng minh. Mộ Dung Lan mỉm cười, không biết tại sao Đường Tuấn lại có thể làm cho Lý Quang Huy thận trọng đối đãi như thế, nhưng ít nhất người đàn ông này sẽ không để bất cứ ai bắt nạt mình. Cô ấy tin mắt nhìn đàn ông của cô sẽ không sai. Đúng rồi giáo sư thẩm, mấy ngày nữa tôi có thể phải đi xa một chuyến, nên chuyện chữa trị cho Ngọc Nhu. Đường Tuấn nói, trận đấu quyền anh ngầm không phải là một trận đấu quang minh chính đại, nó được các ông lớn sắp xếp tổ chức ở một thị trấn nhỏ ở ngoại ô, nơi giao nhau của mấy thành phố, đi đi về về phải mất tới hai ngày. Thẩm Dũng cao mày, nói, thì ra là vậy, vậy thì có chút khó sắp xếp bây giờ đường tuấn phải châm cứu và xoa bóp cho thẩm ngọc nhu ba ngày một lần nếu không cảm lạnh của cô ấy sẽ tái phát anh muốn đi mấy ngày thẩm dũng hỏi đường tuấn suy nghĩ một chút nói ngắn thì ba bốn ngày dài thì là một tuần thẩm dũng im lặng một lúc sau đó dường như đã có quyết định nói lần này anh đưa ngọc nhu đi cùng đi cháu gái tôi cũng lâu rồi chưa ra ngoài nhận cơ hội này ra ngoài điều chỉnh tâm trạng việc này được sao Đường Tuấn do dự, Thẩm Dũng xua tay, trực tiếp quyết định, nói anh không được thì còn ai được. Nếu anh còn từ chối thì Ngọc Nhu sẽ rất đau khổ vì cảm lạnh đó, anh nỡ lòng nhìn vậy ư? Được rồi, Đường Tuấn chỉ có thể đồng ý. Vẻ mặt Thẩm Dũng lộ rõ vẻ vui mừng, anh nói, vậy thì chuyện này cứ giải quyết như vậy nhé. Anh muốn đi lúc nào thì gọi tôi một tiếng, để tôi đưa cháu gái của tôi đến đó. Đường Tuấn gật đầu. Một tiếng chuông báo vang lên, điện thoại di động của mộ dung lan đột nhiên vang lên. chương 207, tôi không muốn phải gặp lại bọn họ nữa. Biểu cảm của Trần La Sinh trở nên khó coi, bắt anh ta xin lỗi đường tuấn trước mặt nhiều người như vậy còn khó chịu hơn là bắt anh đi chết. Nghiến răng nghiến lợi nói, hiệu trưởng Lâm, tôi không làm sai điều gì. Tại sao tôi phải xin lỗi anh ấy? Lâm Viễn Huy biết tính tình của Trần La Sinh, hư một tiếng, nói, được rồi. Nếu đã như vậy, anh nói cho tôi biết anh đường đã vi phạm lỗi gì mà anh nhất định phải sa thải anh ta anh đường đi làm ở trường đại học thành phố vinh của chúng ta là một việc đáng vui mừng ngay cả ông ta là hiệu trưởng cũng phải tôn trọng anh ta một chút trần la sinh lại dám sa thải anh ta trần la sinh nói không lên lời sau khi biết thân phận của đường tuấn anh ta lo lắng chạy đến theo anh ta thì sa thải một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé thì cần gì lý do anh cầu cứu ngô thiên hào dù sao cũng là ngô thiên hào nói muốn sa thải anh ta ngô thiên hào già rồi nhưng vẫn còn khỏe nếu không thì đã không ngồi ở vị trí hiện tại thấy tình hình như vậy thì chuyển sang nịnh nọt cúi xuống xin lỗi đường tuấn anh đường vừa rồi tôi chỉ nói đùa với cậu thôi cậu đừng để ý nếu tôi có chỗ nào không phải mong cậu rộng lượng không so đo tôi kính cậu ly rượu này coi như xin lỗi nói xong ngô thiên hào uống cạn ly rượu to hiệu trưởng ngô anh Trần La Sinh sướng sờ, không nghĩ rằng Ngô Thiên Hào lại không cần mặt mũi như vậy. Ha ha, hiệu trưởng Lâm, đây là đại học thành phố Vinh do anh quản lý, xem ra tôi phải nói chuyện với chủ tịch Lý. Nếu anh không đủ năng lực, có rất nhiều người đang đợi ngồi lên vị trí này đó. Thư ký Hoàng nói lời diễu cợt, anh ấy biết rõ hơn Lâm Viễn Huy rằng Lý Quang Huy càng thêm kiêng nể đường tuấn như thế nào sau chuyến thăm công viên xanh. Lâm Viễn Huy bày ra biểu cảm nhăn nhó, nhìn trần la sinh nói ha ha xem ra phẩm chất đạo đức của thầy trần kém rồi nếu đã như vậy tạm thời dừng lại tất cả tiết học thầy phụ trách phòng y tế của trường hiện có ít người anh đến đó công tác đi hiệu trưởng lâm anh sao vậy trần la sinh lo lắng anh sắp được thăng thăng chức mà lâm viễn huy thật sự muốn điều anh đến phòng y tế đây chính là từ thiên đường xuống địa ngục ba ba nhưng trần la sinh chưa nói xong một người đàn ông chừng 50 tuổi bước ra khỏi đám người, giơ bàn tay lên, tát vào mặt Trần La Sinh. "Nhóc con, con nói chuyện với hiệu trưởng Lâm thế nào đấy? Còn chưa xin lỗi thầy Đường?" "Cha, sao lại là cha?" Trần La Sinh khản giọng nói. Người đàn ông đó chính là cha của Trần La Sinh, Trần Quang, người có khả năng sẽ tiếp quản vị trí hiệu trưởng sau Lâm Viễn Huy. Trần Quang lúc này cũng sợ hãi và tức giận, gần đây ông đang trong thời kỳ thăng cấp phải thật cẩn thận không ngờ con trai ông lại dám gây ra chuyện lớn đến mức này. Trần La Sinh nhìn ánh mắt của cha, cũng lấy lại bình tĩnh, anh nghiến răng nghiến lợi, cúi người với Đường Tuấn, nói anh Đường, tôi đã làm chuyện không phải với anh, mong anh tha thứ. Hừ, chỉ cần Lâm Viễn Huy rời đi, cha tôi trở thành hiệu trưởng. Tôi sẽ trả lại nỗi nhục nhã ngày hôm nay cho anh gấp 100 lần. Trần La Sinh độc ác nghĩ trong lòng. Anh Đường, anh nghĩ cách giải quyết như vậy được không? Lâm Viễn Huy cẩn thận hỏi. Đường Tuấn đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh, nói tôi không muốn phải gặp lại bọn họ nữa. Lời nói ra làm Trần La Sinh và cha anh ấy lo lắng tột độ. Đặc biệt là Trần La Sinh, anh nghĩ sau này sẽ đợi cha lên trước rồi sẽ tìm lại thể diệt. Nhưng bây giờ Đường Tuấn đã cắt đứt tương lai và hy vọng trả thù của cha con anh chỉ bằng một câu nói. Anh Đường, anh nghe tôi giải thích, Trần Quang lo lắng, cố gắng giải thích, ông ấy vất vả lắm mới leo lên được vị trí ngày hôm nay, nếu vì những việc con trai đã làm mà hủy hoại tương lai của chính mình, thì thật là thiệt thòi chết mất. Lần này Lâm Viễn Huy không nói đỡ nữa, thư ký Hoàng chủ động nói, vị trí của chủ nhiệm Trần cũng nên điều chỉnh một chút, cuộc bầu chọn hiệu trưởng sắp tới, anh không cần tham gia, dạy dỗ ra một cậu con trai như vậy, anh cũng cần chịu trách nhiệm. Lâm Viễn Huy gật đầu đồng ý, chương 208, anh muốn đi mấy ngày. Trần La Sinh sướng sờ, không ngờ anh chỉ muốn trêu chọc đường tuấn mà lại thành ra trộm gà không được ngược lại làm anh và ba bị cách chức nhưng hiện giờ anh ta không dám nhiều lời bởi vì thư ký hoàng đã nói như vậy anh là một trong những người thân cận nhất của lý quang huy vẻ mặt trần quang xám xịt ông không duy trì được phong độ tát vào mặt trần la sinh mày mẹ sao sao đã gây ra chuyện gì rồi trần la sinh không dám cãi lại trong lòng cảm thấy hối hận nhưng đã quá muộn Bữa tiệc kết thúc trong sự bàng hoàng và thổn thức, trước khi rời, đi mọi người đều nhìn Đường Tuấn với vẻ sợ hãi. Nhất là mấy người ngồi cùng bàn với Đường Tuấn, sợ đến xanh ruột, vì lo Đường Tuấn giận chó đánh mèo lên người bọn họ. Nhưng Đường Tuấn từ đầu đến cuối đều không quan tâm bọn họ, làm cho bọn họ vừa thất vọng vừa vui mừng, tâm trạng rất phức tạp. Anh Đường, tôi không làm phiền anh bàn chuyện, anh Lý dặn tôi, nếu có cơ hội gặp anh Đường, tôi hy vọng anh Đường sẽ dành chút thời gian đến thăm tập đoàn Thịnh Thiên. Hoàng Công Khiêm Tốn nói. Đường Tuấn gật đầu, tuy rằng Bạch Thanh Hỏa không tiết lộ thân phận tông sư của anh, nhưng với biệt thự thành phố của Lý Quang Huy, anh biết kế tiếp phải làm gì với anh ta. Người mà Bạch Thanh Hỏa không dám đắc tội, thì mấy người nhà họ Lý cũng không thể trêu chọc vào. Lâm Viễn Huy và Hoàng Tùng cùng nhau rời đi, trong phòng bao của nạc đại chỉ còn lại ba người Đường Tuấn, Mộ Dung Lan và Thẩm Dũng. Trước khi đi, Lâm Viễn Huy ném cho Đường Tuấn một cành ô lưu, Muốn Đường Tuấn đảm nhận một chức vụ nào đó ở Đại học Thành phố Vinh, nhưng Đường Tuấn từ chối. Về việc Trần La Sinh và Ngô Thiên Hào sa thải Đường Tuấn, Lâm Viễn Huy không dám nhắc lại nữa. "Đường Tuấn, tôi đúng là không nhìn lầm người." Ánh mắt Thẩm Dũng lóe ra tia sáng, giống như lần đầu tiên gặp Đường Tuấn. Có kỹ thuật y thuật cao siêu, bây giờ có một thân phận mà khiến cả Lý Quang Huy cũng phải e dè. Tổng hợp lại tất cả, Thẩm Dũng trong lòng đã đoán được một chút nhưng suy đoán này vẫn cần phải chứng minh mộ dung lan mỉm cười không biết tại sao đường tuấn lại có thể làm cho lý quang huy thận trọng đối đãi như thế nhưng ít nhất người đàn ông này sẽ không để bất cứ ai bắt nạt mình cô ấy tin mắt nhìn đàn ông của cô sẽ không sai đúng rồi giáo sư thẩm mấy ngày nữa tôi có thể phải đi xa một chuyến nên chuyện chữa trị cho ngọc nhu đường tuấn nói trận đấu quyền anh ngầm không phải là một trận đấu quang minh chính đại nó được các ông lớn sắp xếp tổ chức ở một thị trấn nhỏ ở ngoại ô nơi giao nhau của mấy thành phố đi đi về về phải mất tới hai ngày thẩm dũng cau mày nói thì ra là vậy vậy thì có chút khó sắp xếp bây giờ đường tuấn phải châm cứu và xoa bóp cho thẩm ngọc nhu ba ngày một lần nếu không cảm lạnh của cô ấy sẽ tái phát anh muốn đi mấy ngày thẩm dũng hỏi đường tuấn suy nghĩ một chút nói ngắn thì ba bốn ngày dài thì là một tuần thẩm Dung im lặng một lúc sau đó dường như đã có quyết định nói lần này anh đưa ngọc nhu đi cùng đi cháu gái tôi cũng lâu rồi chưa ra ngoài nhận cơ hội này ra ngoài điều chỉnh tâm trạng việc này được sao đương tuấn do dự thẩm dũng xua tay trực tiếp quyết định nói anh không được thì còn ai được nếu anh còn từ chối thì ngọc nhu sẽ rất đau khổ vì cảm lạnh đó anh nỡ lòng nhìn vậy ư được rồi đương tuấn chỉ có thể đồng ý Vẻ mặt Thẩm dũng lộ rõ vẻ vui mừng, anh nói, vậy thì chuyện này cứ giải quyết như vậy nhé. Anh muốn đi lúc nào thì gọi tôi một tiếng, để tôi đưa cháu gái của tôi đến đó. Đường Tuấn gật đầu. Một tiếng chuông báo vang lên. Điện thoại di động của Mộ Dung Lan đột nhiên vang lên. Chương 209 Đồ nghịch ngợm. Mộ Dung Lan nghe điện thoại một lúc, sau khi cúp máy, cô ấy xây sẩm mặt mày. "Đường Tuấn, giáo sư Thẩm, bệnh viện gọi tôi, tôi phải về gấp." mộ dung lan nói có chuyện gì vậy đương tuấn hỏi mộ dung lan không phải là người hay để lộ cảm xúc trên gương mặt đặc biệt là những vấn đề liên quan đến bệnh viện nhưng nhìn vẻ mặt giận dữ của mộ dung lan bây giờ có thể biết được cô ấy đang cực kỳ tức giận mộ dung lan im lặng cô ấy do dự có nên nói hay không lưu hoan làm khó cô à thẩm dũng đột nhiên nói tôi nghe mấy người bạn cũ ở bệnh viện nói hai ngày trước cô bị chuyển đến trạm y tá có đúng không Mộ Dung Lan giật mình, biết mình không thể giấu được nữa, đành gật đầu. Đúng là ức hiếp người quá. Điều một bác sĩ như cô đến trạm y tá để tiêm thuốc cho người ta à? Việc như này, bọn họ thật sự dám." Thẩm Dũng tức giận nói. Đường Tuấn cũng có chút tức giận, không ngờ Lưu Minh lại mượn quan hệ của cha mình là giám đốc bệnh viện để chuyển Mộ Dung Lan đến trạm y tá. Yêu cầu Mộ Dung Lan, một người coi bệnh tật và cứu mạng người là sự nghiệp của mình, đến trạm y tá làm mấy việc đơn giản đó đơn giản là hình phạt nặng nhất đối với cô ấy. Không sao đâu, trạm y tá cũng là một phần của bệnh viện, mộ dung lan nói, nhưng nét mặt cô ấy lại vô cùng đau khổ. Tôi sẽ đến bệnh viện với cô, Đường Tuấn nói. Đường Tuấn, đừng hấp tấp, bệnh viện Việt nhất thành phố Vinh và đại học thành phố Vinh không cùng hệ thống, ngay cả Lý Quang Huy cũng không thể động vào đó. Mộ dung lan thuyết phục. Đường Tuấn chế nhạo nói, tôi có cách của chính mình. Mộ Dung Lan thấy vậy, cũng không nói thêm gì. Được rồi, có đường Tuấn đi với cô, tôi cũng yên tâm. Thẩm Dũng cười nói. Thẩm Dũng phải trở lại trường học giải quyết công việc, đường Tuấn và mộ dung lan với anh ta tách ra, hai người lái xe đến bệnh viện. Mười phút sau, xe dừng trước cổng viện. Một y tá thực tập khoảng 17, 18 tuổi thấy mộ dung lan, chạy lại, có chút lo lắng, nói, bác sĩ mộ dung, cuối cùng chị cũng về. Y tá trường tiết đang tức giận, nói chị đã nghỉ không phép, lát nữa chị đi vào phải cẩn thận đó nghỉ không phép mộ dung lan nghiêm túc nói chị đã xin phép bà ấy từ lâu rồi bà ta đã phê duyệt sao lại thành ra nghỉ không phép cô y tá thực tập có vẻ khá khẩn trương lắc đầu tỏ vẻ không hiểu nếu không phải mộ dung lan chăm sóc bọn họ như người chị lớn cô ấy mới không dám bí mật nói cho mộ dung lan những chuyện này sẽ làm mất lòng y tá trưởng một bà lão đang trong thời kỳ mãn kinh được rồi chị biết rồi chị sẽ đến đó ngay. Mộ Dung Lan từ tốn nói với cô y tá nhỏ. Cô y tá nhỏ gật đầu, liếc nhìn đường Tuấn, khuôn mặt ửng hồng, nói, bác sĩ Mộ Dung, đây là bạn trai của chị à. Anh ấy khá đẹp trai đó. Nói xong cô y tá nhỏ chạy mất hút. Đồ mịt ngợm, Mộ Dung Lan tức giận đến mức rậm chân, cô ấy có hào phóng hào sảng đến đâu thì nghe mấy lời này cũng khó mà nói lại. Dáng vẻ e thẹn mà từ trước đến nay cô ấy chưa từng có. Đường Tuấn, anh đừng để ý, con bé bình thường hay trêu đùa chút thôi, nói năng không nghĩ ngợi gì cả. Mộ Dung Lan vội giải thích với Đường Tuấn, chương 210 chẳng lẽ lại oan uổng cho cô à? Đường Tuấn cười khúc khích, lại không nói gì, cảm giác vừa rồi có vẻ không tệ. Nhìn thấy bộ dạng của Đường Tuấn, trong lòng Mộ Dung Lan cảm thấy có chút thất vọng, nhưng rồi cô ấy nói, Đường Tuấn, hay là anh về trước đi? Y tá trưởng tiết độc miệng, mấy cô y tá ở trạm y tá bị bà ta mắng đến phát khóc. Đường Tuấn lắc đầu, chế nhạo, hừ, tôi muốn xem y tá trưởng có thể làm gì cô. Đường Tuấn và mộ dung lan đến cửa của trạm y tá, họ nghe thấy âm thanh chế diễu ở hành lang, ồ. Đây không phải là bác sĩ mộ dung của chúng ta sao? Lần theo giọng nói, là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, trang điểm đậm, đang khoanh tay trước ngực, hướng về phía mộ dung lan. Bà ta bị béo phì, bộ đồng phục rộng rãi của y tá cũng không che hết được thân hình của bà ta. Y tá trưởng tiết, mộ dung lan gọi. Ha ha, cô vẫn biết tôi là y tá trưởng. Người phụ nữ trung niên tên là Tiết Trân, là y tá trưởng của Bệnh viện Việt nhất thành phố Vinh. Mộ dung lan, cô tưởng cô còn là bác sĩ chủ trị à? Làm sao dám nghỉ việc khi chưa có sự đồng ý của tôi? Y tá trưởng tiết, trước đó tôi xin nghỉ phép bà rồi mà. Bà đã phê chuẩn rồi, từ lúc nào đã thành nghỉ không phép? Bà đừng ngậm máu phun người. Mộ dung lan giải thích. Tôi duyệt, tôi duyệt khi nào, đơn xin nghỉ phép ở đâu, cô lấy ra xem, tiết chân lạnh lùng nói. Lúc đó bà nói là có thể nộp bù hôm sau mà. Vậy nên tôi mời không tìm bà ký tên, mộ dung lan lo lắng nói. Nộp bù hôm sau, tiết chân chế nhạo, mộ dung lan, cô làm ở bệnh viện được một thời gian rồi, đến mấy việc còn con như xin nghỉ phép mà cô cũng không rõ. Còn dám nói láo, tôi tiết chân quản lý nhiều y tá như vậy, chẳng lẽ lại hoan uổng cho cô à? bà mộ dung lan nhận ra mình là bị người khác hãm hại nhưng không làm thế nào phản bác được bà cái gì mà bà tiết chân dùng ngón tay chỉ vào mũi của mộ dung lan nói không chỉ nghỉ không phép còn dám vu khống cấp trên tội danh sẽ càng nghiêm trọng hừ hừ cô tuần sau không cần làm gì cả chỉ cần ngoan ngoãn đi thu dọn kho thuốc cho tôi thu dọn xong mới được trở lại đây là hình phạt của cô y tá trưởng kho thuốc có người chuyên môn phụ trách rồi mà trong đó đều là đồ nặng. Bác sĩ mộ dung không bê được mấy cái đó đâu, mặc dù cô ấy nghỉ không phép, nhưng không cần bị phạt nghiêm khắc như vậy. Một y tá ở gần đó thấy mộ dung lan bị bắt nạt, đứng ra nói đỡ cho cô ấy. Hừ, phạm lỗi thì phải bị phạt, mộ dung lan có gì đặc biệt, hơn nữa, cô ấy bây giờ chỉ là một y tá, không phải bác sĩ. Đừng có mở miệng ra là kêu, bác sĩ mộ dung. Chuyện cô nghỉ không phép là lỗi nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì nhỏ. Nếu có bệnh nhân cần cấp cứu mà không đủ người thì sao, ai sẽ chịu trách nhiệm nếu việc điều trị bị chậm trễ? Tiết Chân lạnh lùng nhìn những y tá nói giúp cho mộ Dung Lan, nói, hay là các cô muốn cùng cô ấy đến kho thuốc phân loại thuốc. Nếu các cô muốn, tôi sẽ không ngăn cản. Ha ha, nói trước, trong kho thuốc có rất nhiều nhện, chuột, thậm chí cả rết. Các cô da mỏng thịt mềm, tôi đoán chúng sẽ thích lắm vẻ mặt của mấy cô y tá nhỏ tái nhợt, bọn họ không dám nói đỡ cho mộ dung lan nữa. Tiết chân rõ ràng không muốn buông tha cho mộ dung lan, nói lời quá đáng. Mộ dung lan nghiến răng nghiến lợi, đang định thỏa hiệp thì đột nhiên có một bàn tay rộng lớn nắm lấy tay cô ấy, sau đó bên tai vang lên một giọng nói bình tĩnh, một y tá trưởng nho nhỏ, thật là uy phong lẫm liệt. Tiết chân nghe xong, sửng sốt một chút, nhìn đường Tuấn, nói cậu nhóc, cậu là ai? đây không phải là nơi cậu có quyền lên tiếng. Đường Tuấn siết chặt bàn tay nhỏ bé của mộ dung lan, nói, xin tự giới thiệu, tên tôi là Đường Tuấn. Audio điện tử võ tấn bền chương 211 tôi không thiếu tiền. Đường Tuấn, tiết chân lẩm bẩm như nhớ ra điều gì đó, cười chế nhạo, ồ. Thì ra anh là bạn trai mới của mộ dung lan. Bà nghiêm túc nhìn đường Tuấn một lúc, nói, nhìn dáng vẻ nghèo kiết xác của cậu, cảm giác như vừa từ trong khu ổ chuột bò ra vậy. Mộ Dung Lan vì cậu mà không chịu làm quen với con trai viện trưởng, đúng là ngu ngốc mà. Đường Tuấn kinh ngạc nhìn Mộ Dung Lan. Khuôn mặt Mộ Dung Lan đỏ bừng, nói chính là tên Lưu Hoan cho người tung tin đồn trong bệnh viện. Đường Tuấn gật đầu, với tính cách của Lưu Hoan, để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, tên đó đúng là làm ra được loại chuyện như này. Này, đây là bệnh viện, nhưng không phải là nơi cô cậu liếc mắt đưa tình. Tiết chân buồn bực nói, trước khi tôi tức giận thì cách tôi xa ra, nếu không đừng trách tôi gọi bảo vệ. Dựa vào cậu, tên nhóc con chẳng được tích sự gì, đừng có mà quản tôi, đúng là phiền phức. Xem thái độ của bà chắc là không nói chuyện hẳn hoi được. Đường Tuấn nói, cái gì? Vẻ khinh bỉ trên mặt Tiết chân càng thêm rõ. Bà nói cậu cho rằng tôi là cô bé con giống Ngộ Dung Lan à? Nói hai ba câu là lừa được rồi. Đúng là tự xem mình là nhân vật to lớn lắm. Đường Tuấn thở dài vẻ mặt tiếc nuối nói ai tôi đang định nói cho bà về chuyện đơn thuốc đơn thuốc nào tiết chân nói đường tuấn liếc tiết chân nói gần đây bà có phải hay bị đau dạ dày cho dù có uống thuốc đau dạ dày cũng không đỡ hơn nữa nửa đêm thường xuyên gặp ác mộng bị mất ngủ rất nghiêm trọng cậu làm sao cậu biết được vẻ mặt tiết chân thay đổi giọng bà ta nhỏ như muỗi những triệu chứng mà đường tuấn nói chính là tình trạng hiện tại của bà ta chính vì chứng mất ngủ trầm trọng quầng thâm rất to nên bà ta đã trang điểm đậm để che đi. Đường Tuấn xua tay nói, bà không cần lo làm sao tôi biết được, bà chỉ cần biết tôi có thể chữa khỏi bệnh cho bà là được. Cậu thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, tiết chân tỏ vẻ ngạc nhiên. Đường Tuấn gật đầu nói, đơn thuốc tôi kê không chỉ có thể chữa khỏi bệnh cho bà, mà còn khôi phục làn da trở nên căng bóng và mềm mịn. Nếu dùng hết liệu trình, còn có thể giảm cân. Thật sao, mắt tiết chân sáng lên, sau đó hét lên, vậy còn không mau đưa cho tôi. Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng rất quan tâm đến vóc dáng và khuôn mặt của mình. Đặc biệt là Tiết Chân, một người phụ nữ yêu cái đẹp, nghe nói đơn thuốc của Đường Tuấn không những chữa khỏi bệnh mà còn giảm cân, trắng da, tâm tình đã bay lên chín tầng mây. Nếu người thường nói điều này, e rằng Tiết Chân sẽ không tin. Nhưng là một phần trong tầng quản lý của bệnh viện Việt nhất thành phố Vinh, bà ta lúc trước biết được đôi chút về vết thương của Trần Nhật Minh, và cũng nghe nói về bản lĩnh y thuật của Đường Tuấn. Vì vậy lựa chọn tin tưởng anh. Đường Tuấn lắc đầu, khó xử nói, nhưng tại sao tôi phải đưa cho bà? Tiết Chân sửng sốt, tôi mua cậu bán, cậu nói đi, cậu lấy bao nhiêu? Chương 212, tôi nói dối bà ta đó. Mộ Dung Lan không hiểu Đường Tuấn muốn làm gì, nhưng cô ấy rất hợp tác mà gật đầu. Đường Tuấn đi rất thong thả. "Đợi, đợi một chút." Tiết Chân hét lên đường tuấn nói còn chuyện gì không y tá trưởng tiết tiết chân vẻ mặt xám xịt vì có được giấc ngủ ngon và một làn da đẹp bà ta nói bác sĩ mộ dung không cần đến kho thuốc nữa cô ở lại trạm y tá đường tuấn nói chuyện này không ổn đâu mộ dung nghỉ mà không xin phép y tá trưởng tiết đừng làm khó cô ấy tiết chân tức đến ngứa mắt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười nói tôi không làm khó cô ấy đâu gần đây nhiều việc trí nhớ không tốt tôi chợt nhớ ra đơn xin nghỉ việc của bác sĩ Mộ Dung là ở trong văn phòng, lát nữa tôi sẽ đưa cho cô ấy. Ồ, ra là như vậy, đường Tuấn xấu xa cười ha ha. Tiết chân tới gần đường Tuấn, trầm giọng nói, bây giờ cậu cho tôi đơn thuốc được chưa? Đường Tuấn hài lòng gật đầu, nói, giấy và bút. Tiết chân lập tức lấy giấy bút từ trong túi đồng phục y tá ra. Đường Tuấn cầm bút, viết đơn thuốc lên giấy, sau đó đưa cho Tiết chân. Tiết chân nhận lấy, nhìn hai lần rồi cất đơn thuốc vào túi một cách rất cẩn thận. Nhưng trong lòng lại trào phúng, người trẻ tuổi bây giờ lừa thật dễ, có đơn thuốc trong tay rồi, mộ dung lan, con nhỏ này, vẫn là bà xử lý theo ý của bà thôi. Đến lúc đó không cho cô ta đi kho thuốc, thì cho cô ta đi cọ nhà vệ sinh, cậu ta làm gì được bà. Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu bà ta, nhưng đường Tuấn như đã nhìn thấu suy nghĩ đó, nói tôi quên nói cho y tá trưởng tiết, đơn thuốc tôi viết chỉ là một nửa của phương pháp điều trị thôi, có thể tạm thời giảm bớt cơn đau, muốn khỏi hẳn thì còn cần thêm một đơn thuốc nữa. Tiết chân nghe xong, mặt tối sầm lại, trầm giọng cậu đang đùa tôi à? Đường Tuấn xua tay nói, đâu có đâu, tôi sợ y tá trưởng tiết quá sốt ruột, thuốc có ba phần độc, lúc đó dùng sẽ hại cơ thể. Tiết chân tức giận, muốn gọi ngay bảo vệ đến bắt đường Tuấn, đánh cậu ta một trận, ai không, không thể làm như thế được. Yên tâm đi, chỉ cần mộ dung lan ở bệnh viện công tác tốt, lần sau tôi sẽ đưa đơn thuốc cho bà. Đường Tuấn cười. Nói xong, anh ta phất lở ánh mắt đằng đằng sát khí của tiết chân, xoay người rời đi. Tôi tiến anh đi, mộ dung lan nói, bước chân nhỏ theo sau. Trên hành lang bệnh viện, mộ dung lan và đường Tuấn đi song song, lông mày cô ấy hơi nhếch, nói tại sao tôi chưa từng nghe nói đến hai đơn thuốc trị bệnh. Là một bác sĩ và một người quan sát, Mộ Dung Lan hiểu rõ đạo làm y hơn Tiết Chân điều cấm kỵ nhất khi kê đơn thuốc là một căn bệnh hai đơn thuốc nếu không có gì xảy ra thì không sao nhưng nếu thuốc xung khắc với nhau nhẹ thì cơ thể khó chịu nặng thì mất mạng đường tuấn cười danh mãnh nói tôi nói dối bà ta đó anh anh thật xấu xa mộ dung lan sửng sốt sau đó cười mắng nỗi xót xa trong lòng cô ấy đã vơi đi rất nhiều còn có cái xấu xa hơn nữa kia tôi đã thay đổi đơn thuốc một chút nhưng không làm ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc Đường Tuấn nói: Thay đổi cái gì? Mộ Dung Lan cảm thấy hứng thú. Chương 213 Đường Lệ, em đang ở đâu? Đường Tuấn nhún vai nói, cũng không có gì, chỉ là mỗi lần uống thuốc xong đều cần đi đại tiện, cũng coi như trừng phạt nhỏ cho bà ta. Ha ha, Mộ Dung Lan bật cười, tiếng cười như chuông bạc, gương mặt diễm lệ và nụ cười xinh đẹp, đẹp như tiên nữ. Đường Tuấn nhìn ngẩn người. Đúng lúc này, Mộ Dung Lan đột nhiên cúi người, Đôi môi mỏng ướt át khẽ chạm vào má Đường Tuấn rồi nhanh chóng rời đi. "Đây coi như là phần thưởng chị tặng cho cậu." Lỗ tai Mộ Dung Lan đỏ bừng. "Lần này khi anh đi cùng với Thẩm Ngọc Nhu, hai người không được phép đến với nhau." "Biết chưa?" Nói xong, Mộ Dung Lan giờ nắm đấm nhỏ giả vờ hung dữ. Đường Tuấn gật đầu nhẹ, Mộ Dung Lan lúc này mới quay người chạy đi. Hôm nay, Đường Tuấn như thường lệ, dậy trước bình minh, sau đó luyện tập trên sân thượng với tia tử khí phương đông lúc mặt trời mọc anh đã đề cập với anh trương ở thư viện về việc từ chức hiệu trưởng lâm viễn huy đã bàn bạc xong với thư viện nên anh trương cũng không tiện từ chối thậm chí còn cho phép đường tuấn hiện vẫn chưa tìm được chỗ ở mới tiếp tục ở lại ký túc xá nhân viên mấy ngày này đường tuấn bận rộn vì vậy anh đã nhận lấy ân tình này của lâm viễn huy ăn sáng xong đường tuấn nhận được điện thoại của trần bá phước anh đường ngày kia là bắt đầu cuộc đấu quyền anh ngầm chúng ta phải đi đến đó trước trần bá phước nói qua điện thoại đường tuấn gật đầu nói tôi đi đón một người các anh chờ tôi một lát trần bá phước nói được rồi vậy anh đường làm việc đi khi nào anh chuẩn bị xong thì cứ gọi cho tôi trần bá phước nói xong liền cúp điện thoại sau đó đường tuấn gọi cho thẩm dũng hỏi thẩm ngọc nhu đã dậy chưa con gái ngày nay rất chú trọng đến giấc ngủ thẩm dũng tiếng cười truyền qua điện thoại, con bé Ngọc Nhu đã dậy từ lâu rồi. Hôm qua nghe nói hôm nay anh sẽ đưa nó đi chơi, háo hức đến mức cả đêm không ngủ được. Anh tới đây luôn đi. Đường Tuấn đáp lại hai câu liền cúp điện thoại. Đường Tuấn bắt một chiếc taxi đến nhà của thẩm dũng. Đến nơi, thẩm dũng và thẩm Ngọc Nhu đã đứng đợi ở dưới sân. Thẩm Ngọc Nhu hôm nay ăn vẫn rất hút ánh nhìn, chân váy màu xanh lá cây cùng với áo phông trắng, rất thời trang và xinh đẹp khuôn mặt xinh xắn với nụ cười rực rỡ, cô ấy trông rất vui vẻ. Khi nhìn thấy đường Tuấn, cô ấy vẫy vẫy tay chào. Kể từ khi đường Tuấn bắt đầu châm cứu cho cô, mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn. Dù chạc tuổi nhau nhưng đường Tuấn coi thẩm Ngọc Nhu như em gái ruột của mình. Em gái, đường lệ, em đang ở đâu? Đường Tuấn đột nhiên nghĩ tới, trong lòng thoáng đau thương. Đường lệ là em gái ruột của anh, đường lệ đột nhiên biến mất sau khi xảy ra vụ tai nạn xảy ra ở nhà họ đường. Lúc đó ông cụ đường vẫn còn đau buồn bởi vụ tai nạn xe hơi của cha mẹ đường Tuấn. Nghe được tin đó thì ngã bệnh, không lâu sau thì qua đời. Trước khi ông mất, đã dặn đường Tuấn nhất định phải tìm được đường lệ trở về. Đường Tuấn cũng không phải công tử được nuông chiều. Anh bây giờ không chỉ đạt được khí cảnh y đạo, mà còn là khí cảnh đại tông sư. Trong chớp mắt, anh buộc nén lại đau thương. Trên mặt nở nụ cười đến chỗ chú cháu thẩm dũng. Anh Đường Tuấn, chào buổi sáng. Thẩm Ngọc Nhu mỉm cười. Chào buổi sáng, Ngọc Nhu. Đường Tuấn đáp. Thẩm Dũng vuốt dâu đã bạc trắng, nói, Đường Tuấn, mấy ngày nay nhờ cậu chăm sóc cho Ngọc Nhu. Ông Thẩm yên tâm, có tôi ở đây, Ngọc Nhu sẽ không có vấn đề gì. Đường Tuấn khẳng định nói, với thực lực hiện tại của anh, cho dù là cao thủ đại tông sư cảnh giới chân khí, dù muốn bắt Ngọc Nhu cũng không phải chuyện dễ dàng chương 214 đừng trách tôi không báo trước cho cậu. Thẩm Dũng nhẹ nhóm, cười ha ha, một lần nữa nhắc nhở Thẩm Ngọc Nhu một số điều cần lưu ý, đề phòng khi cô ấy ở ngoài, không được chạy lung tung, nghe lời Đường Tuấn, vân vân. Đường Tuấn nghe mà trong lòng ấm áp. Sau khi rời nhà ông Thẩm, Đường Tuấn gọi điện cho Trần Bá Phước. Trần Bá Phước và Đường Tuấn gặp nhau tại một nơi gần đường cao tốc ở ngoại ô thành phố. Dọc theo đường đi, Thẩm Ngọc Nhu và Đường Tuấn ngồi ở hàng ghế sau, cô ấy kéo cánh tay Đường Tuấn, vui vẻ chỉ trỏ khung cảnh dọc đường. Díu ra díu dít, giống như một con chim được thoát khỏi lồng. Nửa tiếng sau, Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu đã đến nơi mà họ đã hẹn với Trần Bá Phước qua điện thoại. Từ xa đã nhìn thấy 7, 8 chiếc xe hơi sang trọng tập trung tại một chỗ, Audi, Mercedes, thậm chí cả xe quân sự như Hammer. Mà bên cạnh đoàn xe này, gần 30 người vây xung quanh, che chở hai người ở giữa. Anh Đường, cuối cùng anh cũng đến. Khi Đường Tuấn xuống xe, có người nói với Trần Bá Phước. Nhìn thấy Đường Tuấn tới gần, lập tức hét lớn. Hai chục vệ sĩ vạm vỡ xung quanh đoàn xe lập tức đứng sang bên tạo thành một con đường, đa số đều là thủ hạ đắc lực của Trần Bá Phước, phòng eo phình to, hiển nhiên là có trang bị vũ khí, thậm chí có người còn cố tình để lộ khẩu súng đen giấu ở eo, nhìn thấy người đến là một chàng trai chưa đến 30, dù không dám thể hiện ngoài mặt nhưng ai cũng nhận ra ánh mắt bọn họ lộ rõ vẻ khinh thường. Thẩm Ngọc Nhu có chút sợ hãi, nắm lấy cánh tay Đường Tuấn, hơi dựa vào người anh. Mặt khác, Đường Tuấn thong thả đi tới, như thể đang đi dạo trong nhà của mình, dáng vẻ hiển nhiên. Nhưng trong lòng Đường Tuấn vẫn có chút cảnh giác, sự chú ý dồn sang người đàn ông trung niên bên cạnh Trần Bá Phước. Người đàn ông trung niên cao chừng 1m7, thân hình không cao, nhưng ông ta đứng ở đó, trên người toát ra sát ý, chỉ có những cao thủ từng giết người mới có được. Kể cả chiến sĩ của bộ đội đặc trùng, sát ý tỏa ra cũng không bằng người đàn ông trung niên này. Trần Bá Phước, anh ta là cao thủ anh mời tới à? Người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng, nhìn Đường Tuấn một cái, sau đó khinh thường nói. Ừ, Trần Bá Phước có chút ngượng ngùng giới thiệu, cậu ta là Đường Tuấn, phó công rất tốt, từng dùng một tay đánh lui phong lôi bát cực Quách Thịnh Minh. Quách Thịnh Minh, hừ... Người đàn ông trung niên nghe xong lại càng khinh thường, nói, mấy tên đánh đấm cặn bã đó, tôi dùng một tay cũng đánh cho nó khóc cha gọi mẹ. Chỉ là một tay đánh lui mà thôi, chẳng có gì đáng khen ngợi. Trần Bá Phước đau đầu, nhưng vẫn chủ động giới thiệu với Đường Tuấn, Đường Tuấn, đây là sư phụ Trương Tuyền, cũng là người tôi mời tới nhờ giúp đỡ. Ồ, Đường Tuấn khẽ gật đầu, trong lòng đã hiểu, Trần Bá Phước tuy rằng nhờ anh giúp đỡ, nhưng ông ta tất nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng anh, muốn thắng trận quyền anh này còn mời tới trương tuyền sư phụ. Nhưng anh không giận, dù sao anh cũng chỉ đi xem xét một chút thôi. Thấy dáng vẻ thản nhiên, hoàn toàn không để mình vào mắt của đường Tuấn, trương tuyền hơi tức giận, trầm giọng nói, thì ra, lần này Trần Bá Phước còn mang theo cậu, một tên còn chưa mọc hết lông mau, đến tham gia cuộc thi, tôi là không đồng ý. Nhưng vì Trần Bá Phước nhất quyết yêu cầu nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Cậu có thể một tay đánh lui Quách Thịnh Minh, cũng là có chút bản lĩnh đó. Nhưng nhân ngoại hữu nhân, nếu dám gây phiền phức cho tôi, đừng trách tôi không báo trước cho cậu. Trần Bá Phước có vẻ hơi sợ Trương Tuyền, nói, Đường Tuấn, tuy võ công của cậu rất giỏi. Nhưng thực lực của Trương Tuyền sư phụ mạnh hơn cậu nhiều. Trương Tuyền sư phụ đã từng đấu với Phó Văn Sơn của hình ý môn, hai người so trăm chiêu, không phân thắng bại. Đây cũng là lý do Trần Bá Phước mời Trương Tuyền tới. Trương Tuyền không đến từ gia tộc võ thuật, ông ta luyện võ hoàn toàn dựa vào khí thế cường hãn, cộng thêm vận may mới có được thực lực như hiện tại. Trong cuộc chiến sinh tử, điều này hơn các võ sư gia tộc võ thuật bình thường hai phần. Nghe vậy, Trương Tuyền khá tự hào, nói, Phó Văn Sơn. Hừ, lúc đó ông ta đã lĩnh hội được luyện công hóa khí, tôi chỉ là nội lực cường đại. Nhưng hiện tại tôi cũng lĩnh hội được luyện công hóa khí, cho dù là Phó Văn Sơn, cũng chưa chắc là đối thủ của tôi. Ra vậy, Đường Tuấn nhún vai, thì ra có người thích ra mặt như vậy, anh lại càng được thảnh thơi nhàn rỗi. Thấy đường Tuấn có vẻ nhu nhược nhát gan, Trương Tuyền càng thêm khinh thường, chỉ vào một chiếc Mercedes Ben dựa vào phía sau đoàn đội, nói cậu và bạn cậu ngồi trong xe đó đi. Ông ta nhìn thầm ngọc nhu, trong mắt hiện lên một tia u ám, nhưng miệng lại nói thì đấu quyền anh không phải nơi ăn chơi, lại đưa bạn gái tới đây, thật không biết sống chết. Nói xong không thèm nói nữa, quay lại và vào chiếc Hammer trong đoàn xe chương 215 đường Tuấn rất là lợi hại đó. Một đoàn xe chạy trên đường cao tốc, đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu đang ngồi trên chiếc xe chạy cuối cùng, mà Trương Tuyền và Trần Bá Phước lại ngồi trên chiếc xe Hummer ở phía trước. Sư phụ Trương, ông vẫn nên kiềm chế lại tính tình của mình đi. Đường Tuấn rất có thể là đến từ một gia tộc võ thuật, chắc hẳn ông cũng không muốn gây xích mích với loại thế gia này đâu. Trong chiếc xe Hummer, Trần Bá Phước cảm thấy mình nên đứng ra làm người hòa giải nếu chuẩn bị lôi kéo đường Tuấn, vậy cũng không thể để cho anh chịu uất ức. Chiếc xe Hammer này được đặt làm riêng gia tăng chiều dài, tủ rượu trên xe được cất rất nhiều rượu ngon, Trương Tuyền khui một bình, uống một hớp, sau đó lau khóe miệng vương tí rượu, cười ha ha nói, Trần Bá Phước, đừng cho là tôi không biết ông đây là đang muốn cái gì. Không phải là muốn nịnh bợ gia tộc võ thuật sau lưng tên nhóc thối đó sao? Ông muốn nịnh bợ là chuyện của ông, cần gì phải kéo theo tôi đây? ông ta tùy tiện ngồi xuống nói với vẻ khinh thường xem cái vẻ sợ sệt của thằng nhóc kia ông đây đã nói đến như vậy rồi mà cả một chút phản ứng cũng không có nói thật tôi đây chả có chút hứng thú nào vẻ mặt trần bá phước chợt khó coi thực lực của trương tuyền thật không tệ nhưng tính tình cũng nổi tiếng không kém không ngờ ngay cả mình mà cũng không chịu nể mặt ông ta chỉ có thể nói cho có lệ tôi vẫn hy vọng sư phụ trương đừng tiếp tục đối đầu với đường tuấn nữa trương tuyền hư lạnh một tiếng vung tay lên nói, ông đây mới lười để ý tới thằng nhóc con kia. Chỉ cần cậu ta không làm ảnh hưởng tới việc ông đây kiếm tiền, ông đây cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Ánh mắt ông ta đột nhiên lóe lên chút tinh danh, trên mặt lại lộ ra một nụ cười bị ổi, có điều, tên nhóc kia đúng là có phúc lớn, không ngờ lại tìm được một người bạn gái cao cấp như vậy. Hi hi, Trần Bá Phước thấy thế chỉ có thể thở dài trong lòng. Người luyện võ có thực lực mạnh mẽ như Trương Tuyền, không biết trên tay đã lấy đi bao nhiêu mạng người, một ít quy tắc ở đời thường đã không còn cách nào trói buộc được ông ta, nếu như ông ta thật sự nổi điên lên, Trần Bá Phước cũng thật không biết mình phải nên làm gì. Hai, chỉ có thể hy vọng Đường Tuấn đừng công khai làm mất lòng Trương Tuyền, bằng không mọi chuyện sẽ khó rồi. Trần Bá Phước nghĩ thầm trong lòng. Lúc này, ở bên trong chiếc Mercedes chạy phía cuối đoàn xe, Đường Tuấn nghe không sót một chữ cuộc nói chuyện của Trần Bá Phước và Trương Tuyền. Tuy rằng hai bên cách nhau một khoảng, cửa sổ lại là kính cách âm chất liệu đặc biệt, nhưng làm sao ngăn được một vị tông sư cảnh giới chân khí có lòng nghe ngóng. Chiếc Mercedes này không rộng rãi như chiếc của Trương Tuyền ngồi, chỉ có 5 chỗ ngồi bình thường, lúc này ngoài một tài xế ra thì chỉ có Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu. Trương Tuyền, nếu ông thật sự dám có ý đồ xấu xa gì, tôi sẽ cho ông phải hối hận vì đã có mặt ở trên cõi đời này. Trong lòng Đường Tuấn cũng nổi lên ý muốn giết chóc y hệt anh đường tuấn người ban nãy là ai thế cảm giác thật hung dữ thẩm ngọc nhu bĩu môi vỗ ngực có chút sợ hãi đường tuấn xoa đầu thẩm ngọc nhu suối tóc đen mượt như tơ trên mặt anh hiện lên vẻ dịu dàng nói không có chuyện gì ông ta chỉ là nhìn qua có chút hung dữ thôi anh đường tuấn dùng một tay cũng có thể đánh gục ông ta có thật không thẩm ngọc nhu mở to đôi mắt hạnh đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới đường tuấn có vẻ hơi không dám tin tưởng đương nhiên là thật rồi anh đường tuấn rất là lợi hại đó đường tuấn cười nói vâng lúc này thẩm ngọc nhu mới gật đầu tài xế lái xe cho hai người đồng thời cũng là đàn em có năng lực của trần bá phước cũng có bản lĩnh tuyệt vời bấy giờ thấy đường tuấn dùng chiêu này lừa gạt thẩm ngọc nhu trong mắt lóe lên một chút xem thường ngoài miệng thì nói nhỏ người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng làm sao biết được sự lợi hại của sư phụ trương tuyền audio điện tử võ tấn bền chương 216 chúc mừng sư phụ trương. Cầm miệng, lo việc lái xe của mình đi, đường Tuấn trực tiếp khiển trách. Tài xế nghe vậy trong lòng nổi giận nhưng không có phát tác. Đường Tuấn dù sao cũng là khách do Trần Bá Phước dùng lễ tiếp đón, không phải người mà một tài xế như anh ta có thể làm mất lòng. Hừ, lại là một tên công tử bột cái gì cũng không hiểu. Chờ đến đại hội so quyền, đến khi đó nhìn xem anh còn có thể nói ra những lời này hay không. Tài xế oán giận nói thầm trong lòng. Anh ta đã từng xem qua vài cuộc thi đấu so quyền. Có rất nhiều cậu ấm cô chiêu miệng lưỡi như Đường Tuấn khi nhìn thấy cảnh tượng kia, có người còn bị dọa tè ra tại chỗ. Đoàn xe chạy một đường về phía tây, giữa chừng ngừng ăn cơm trưa một lần. Trường tuyền dưới sự nhắc nhở của Trần Bá Phước, cuối cùng cũng coi như không có tiếp tục trêu chọc tới Đường Tuấn nữa. Đêm đến, đoàn xe mới dừng lại ở một trấn nhỏ. Trấn nhỏ này tên là Thành Cổ Bắc Ninh, là giao giới giữa ba thành phố là thành phố Vinh, thành phố Hà Nam và thành phố Hạ Long. Nói là chấn, thật ra chỉ là một ngôi làng khá lớn. Bởi vì vị trí hẻo lánh, hơn nữa lại có vị trí địa lý đặc thù, làm cho thành cổ Bắc Ninh trở thành khu vực không người quản lý. Người dân trong thôn dũng mãnh, cho dù là nam hay nữ, dường như mỗi người đều sẽ biết hai ba chiêu kỹ năng. Cảnh tượng một lời không hợp là đánh nhau xảy ra thường như cơm bữa đặc biệt là giải thi đấu so quyền hàng năm, đại lão hội họp của mấy thành phố, vô cùng hỗn loạn. Sư phụ Trương, Đường Tuấn, cách ngày đại hội so quyền bắt đầu còn 2 ngày, trong 2 ngày này chúng ta sẽ tạm thời ở lại trong khách sạn Phúc Lai này. Cả khách sạn đều đã được tôi bao chọn, mọi người có thể ở tùy ý. Tôi phụ trách lên kế hoạch cho giải thi đấu so quyền lần này, tiếp sau đây còn có việc phải làm, sẽ không có thể theo hai vị được. Trần Bá Phước chỉ vào một khách sạn rồi nói có chút áy náy ông đi làm đi vừa hay tôi cũng đã lâu không tới thành cổ bắc ninh đúng lúc mượn cơ hội lần này dạo chơi một vòng mắt trương tuyền nhìn chăm chú vào thẩm ngọc nhu cười ha ha nói sư phụ trương ông chơi thì chơi cũng đừng quên giao hẹn của chúng ta trần bá phước nhắc nhở trương tuyền ra vẻ không có gì quan trọng nói không phải là giải thi đấu so quyền thôi sao còn có thể có cao thủ gì ông đây đã luyện tới dùng khí hóa kình rồi trừ phi là những tông sư cảnh giới chân khí ra tay bằng không thì ai có thể là đối thủ của tôi đang lúc nói chuyện giữa bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm vang rền ầm 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 mấy giây sau bắt đầu rơi xuống từng trận mưa mưa rơi như chút nước xoay người chuẩn bị vào bên trong khách sạn chú mưa hừ chỉ là nước mưa thôi mà có gì mà phải trốn ngay đúng lúc này trường truyền lại lên tiếng châm chọc ông ta giẫm mũi chân một cái một dòng khí từ trên người lan ra hình thành một tấm chắn vô hình những giọt nước mưa kia rơi xuống người ông ta như rơi xuống hoa sen, trượt xuống theo tấm chắn vô hình, mà trên người Trương Tuyền lại không dính một giọt nước. Cách nước, vẻ mặt Trần Bá Phước thay đổi kịch liệt, trong đôi mắt tràn ngập nét ngạc nhiên. Cái gọi là cách nước chính là thể hiện nội lực ra bên ngoài tới một trình độ nhất định. Nội lực chính là nội công được tu luyện ra ở trong cơ thể người học võ, tuy rằng lợi hại nhưng không thể giết người từ xa. Chỉ có khi luyện đến cảnh giới chân khí mới có thể đẩy nội lực ra bên ngoài, giết người trong vô hình. Mà Trương Tuyền tuy rằng còn chưa bước chân vào cảnh giới chân khí, nhưng lại có thể thả nội lực ra ngoài trong vòng 3 mét quanh người, rất rõ ràng khoảng cách đến tông sư cảnh giới chân khí đã không còn xa. Trương Tuyền nghe vậy, vẻ đắc ý trên mặt càng đậm, nói coi như ông có chút mắt nhìn. Vốn là tôi không có ý định tham gia giải thi đấu so quyền đồ bỏ này với ông, nhưng vừa lúc dựa vào cơ hội lần này để đột phá thử xem, nói không chừng có thể rút ngắn thời gian tôi bước chân vào cảnh giới chân khí. Trần bá phước cúi người. Trên mặt lộ ra nét nghiêm nghị cùng nghiêm túc trước nay chưa hề có, chúc mừng sư phụ Trương. Chuyến này của sư phụ Trương ắt thành cảnh giới tông sư. Trương Tuyền nhếch mép cười khẩy, đưa mắt nhìn về phía Đương Tuấn đang ở một bên, nói, nhóc con, xem cho kỹ. Đây chính là phương hướng nỗ lực trong tương lai của cậu, vừa lúc cho cậu thêm kiến thức. Chương 217, chẳng có gì ghê gớm. Bấy giờ quần áo trên người Đường Tuấn đã bị nước mưa thấm ướt không ít, nhưng anh không hề để ý. Trung y chú ý gần gũi với thiên nhiên, tư tưởng này đã hòa nhập vào trong mỗi tiếng nói, mỗi động tác của anh, cho dù bây giờ đã trở thành tông sư võ đạo cũng không có cách nào thay đổi. Chính vì như thế, anh mới không đưa chân khí ra ngoài để cản nước mưa. Nghe được lời của Trương Tuyền, anh khẽ lắc đầu nói, chẳng có gì ghê gớm. Nói xong, không thèm để ý đến Trương Tuyền, kéo tay Thẩm Ngọc Nhu đi vào bên trong khách sạn. Cơ thể của anh mạnh khỏe, bị mưa sối thêm mấy đêm cũng không có chuyện gì, nhưng Thẩm Ngọc Nhu lại không được. Đặc biệt là khi mưa xuống, nhiệt độ cũng bị kéo thấp không ít, rất dễ khơi ra chứng lạnh trong người. Hừ, tên nhóc cậu chỉ có thể mạnh miệng, hai ngày nữa tôi sẽ cho cậu biết rõ cái gì gọi là cao thủ. Trương Tuyền cười cay nghiệt. Lần này Trần Bá Phước không dám tiếp tục khuyên nữa, Trương Tuyền dùng nội công bao quanh 3 mét quanh người mình, trở thành tông sư cảnh giới chân khí chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ông ta không thể vì đường Tuấn mà làm mất lòng một vị tông sư cảnh giới chân khí, chỉ hy vọng đường Tuấn mắt nhìn một chút. Chỉ là lúc này không ai chú ý đến động tác lúc bước đi của đường Tuấn. Nước mưa động thành từng vũng nước nhỏ, nhưng khi đường Tuấn đi tới, đôi giày kia thế mà lại không dính một tí vết nước, như là bước trên đất bằng, trái lại khi anh bước qua, những vũng nước mưa động kia nổi lăn tăn từng vòng gợn sóng nhỏ nếu như Trương Tuyền nhìn thấy cảnh này, sợ là sẽ sợ đến nổi tim nhảy lên tận cuống họng. Đây là đi trên nước, so với chiêu cách nước của ông ta còn khó hơn gấp 10, gấp trăm lần. Chỉ có tông sư chân khí thật sự mới có thể làm được. Đáng tiếc, lúc này tất cả mọi người đang chìm đắm bên trong chiêu thức thần kỳ do Trương Tuyền bày ra nên không có ai chú ý tới. Đường Tuấn chọn một gian phòng sát bên phòng của Thẩm Ngọc Nhu, bây giờ thành cổ Bắc Ninh thật sự rất rối loạn, vì phòng ngừa xảy ra chuyện không hay, anh ắt hẳn phải làm tốt mọi chuẩn bị. Sau khi Thẩm Ngọc Nhu về phòng thay một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái lại cùng Đường Tuấn xuống lầu ăn cơm. Lúc này Thẩm Ngọc Nhu đang mặc một chiếc váy liền màu trắng điểm xuyến cánh hoa, váy dài tới gối, hoàn toàn tôn lên dáng người thướt tha cùng dáng vẻ hoạt bát của cô. Ngồi ăn cơm cùng với Đường Tuấn trong phòng ăn ở lầu 1, một, một vài nhân viên trong khách sạn và cấp dưới của Trần Bá Phước đều nhìn tới hai mắt tỏa sáng mãi đến tận khi đường tuấn liếc mắt nhìn một vòng thì mấy người này mới hơi rời đi ánh mắt đường tuấn phát hiện hình như trương tuyền đã ra ngoài cũng không ăn cơm ở phòng ăn anh đường tuấn đợi lát nữa cơm nước xong anh cùng tôi ra ngoài dạo một vòng đi trên mặt thẩm ngọc nhu có chút chờ mong nói vừa nãy tôi có nghe bọn họ nói mấy ngày nay thành cổ bắc ninh rất nhộn nhịp có đủ các loại hoạt động bên ngoài thành cổ còn có một con sông còn có thể thuê thuyền trèo ra sông nhìn ánh sao phủ khắp mặt sông từ nhỏ tôi đã sống ở trong thành phố chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đó đường tuấn cười khẽ một tiếng suy nghĩ của thẩm ngọc nhu thật đơn giản nhưng cũng không có từ chối mà đồng ý tuy rằng bây giờ thành cổ bắc ninh rất hỗn loạn buổi tối càng loạn có thể nói là đủ loại hạng người đều ra ngoài hoạt động nhưng những nguy hiểm và hỗn loạn này chỉ là tương đối mà thôi với tu vi võ lực của anh vẫn dư sức bảo vệ thẩm ngọc nhu an toàn nhìn thấy đường tuấn đồng ý nụ cười trên môi thẩm ngọc nhu càng thêm tươi hai người ăn cơm xong, Thẩm Ngọc Nhu không chờ nổi nữa kéo Đường Tuấn chạy ra ngoài khách sạn Phúc Lai. Thông báo cho sư phụ Trương, nói cá đã ra ngoài. Vào lúc Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu đi ra khỏi khách sạn, ở lầu hai khách sạn có hai người đang lặng lẽ quan sát, một người TANG đó cầm điện thoại lên nói. Người này chính là tài xế lái xe cho Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu. Sau khi báo cáo cho đầu bên kia điện thoại xong, hai người đưa mắt nhìn nhau, có vẻ vô cùng vui vẻ, lần này lấy tiền quá dễ dàng. Chỉ cần nói hành tung của tên nhóc kia cho sư phụ Trương là đã có 350 triệu vào tay. Trương 218 chúng ta cũng thử một chút. Một người khác nói, đúng vậy, kha kha, ai bảo tên nhóc thối kia lớn lối như vậy, vừa rồi ở trên xe còn khoác lác không ngượng miệng thổi phồng bản thân thật lợi hại, còn nói một tay là đã có thể đánh gục sư phụ Trương, thực sự chính là vua nói khoác. Chỉ đáng thương cho cô gái kia. Ngừng, có gì mà đáng thương, có thể được một cao thủ như sư phụ Trương vừa ý, đó chính là phần phước của cô ta. Chí ít cũng còn mạnh hơn đi theo tên họ đường kia. Ha ha, vậy cũng đúng, đi, xong chuyện rồi, đi vui vẻ một lúc, nghe nói các cô gái trong thành cổ Bắc Ninh đều đặc biệt dũng mãnh, hăng hái, chúng ta cũng thử một chút. Hai người lập tức hiểu rõ trong lòng, cười ra tiếng. Bên ngoài thành cổ Bắc Ninh có con sông, hai bên bờ sông được trồng những cây liễu cao to. Bình thường mấy đứa nhỏ dân địa phương ở trong thành cổ Bắc Ninh khi không có việc gì thì hay bơi một vòng trên sông, nhưng mấy ngày nay thì không được, người lớn trong nhà đều cấm không cho con nhà mình đi bơi. Trước đêm thi đấu so quyền, dường như sẽ có không ít người có tiền có của, không phải là người mà bọn nhóc nông thôn của bọn họ có thể so được. Thuê một chiếc thuyền ở bờ sông, Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu xuôi theo dòng nước, thưởng thức phong cảnh hai bên bờ sông. Nói là thuyền chứ thật ra chỉ là một chiếc bè trúc hơi lớn, Giờ phút này Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu đang ngồi yên trên hai cái ghế được đóng cố định vào bè trúc. Người chèo thuyền là một người dân địa phương ở độ tuổi trung niên, nói tiếng phổ thông pha lẫn khẩu âm rất nặng làm hướng dẫn viên du lịch cho hai người. Ngay lúc người trung niên này giới thiệu danh Lam Thắng Cảnh ven đường cho Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau bè trúc, ông từ, dừng lại cho tôi. Người trung niên quay đầu, nhìn thấy người phía sau, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, sau một hồi thay đổi nét mặt, vẫn dừng động tác trèo thuyền. Đường Tuấn cũng nhìn theo tiếng nói, tiếp theo nhờ ánh đèn mờ nhạt từ hai bên bờ sông, anh tinh mắt nhìn thấy một chiếc bè trúc lớn cỡ chừng chiếc của bọn họ đang gấp gáp trèo về phía này. Một người tuổi chừng 27-28 dáng người đô con đứng phía trước bè trúc, còn có 7-8 thanh niên đi cùng vừa nhìn là biết là mấy tên lưu manh gây hại. Hai cậu, đợi lát nữa tuyệt đối đừng kích động. Người kia là tên lưu manh ở nơi này của chúng tôi tên Hồ Tam gã đánh nhau vô cùng giỏi, có người nói trước đây đã từng được một cao thủ chỉ dạy, người ở thành cổ Bắc Ninh này của chúng tôi, dường như không ai dám đi trêu chọc gã. Người trung niên cũng chính là ông từ nhắc nhở Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu. Vừa dứt lời, chiếc bè trúc của Hồ Tam chỉ cách chiếc bè của bọn Đường Tuấn một khoảng chưa tới 5 mét. Lúc này, Hồ Tam đột nhiên dẫm lên bè trúc một cái, dướn người nhảy cao lên chừng 3, 4 mét, sau đó như chim ưng vồ thỏ đáp xuống về phía chiếc bè của bọn Đường Tuấn. Ông từ từ sớm đã sợ đến cứng người, không dám động đậy dù chỉ một chút. Trong nháy mắt Đường Tuấn nhìn thấy Hồ Tam thì đã cảm nhận được nội công gợn sóng trên người gã. Thanh niên 27, 28 tuổi này lại là một cao thủ nội công. Vì thế cho nên khi thấy anh ta nhảy lên cũng không ngạc nhiên chút nào. Ha ha, Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, bàn tay đưa vào trong nước quạt nhẹ một cái. Chân khí mạnh mẽ hóa thành động lực vậy mà có thể đẩy chiếc bè trúc đang đứng yên trôi ra xa thêm 2 mét. Hồ Tam vốn muốn lấy tư thế hung hăng xuất hiện làm người trên bè trúc phải sợ hãi, nhưng khi người đã ở trên không thì chợt thấy bè trúc trôi thêm 2 mét về phía trước, nét mặt bỗng nhiên thay đổi. Trước khi gã nhảy lên thì đã có tính toán khoảng cách rồi. Nhưng bây giờ người đang ở trên không, không có cách nào mượn lực, chỉ còn một con đường thôi. Tóm, cả người Hồ Tam rơi vào giữa sông, tiếng vang rất lớn. Hi hi, chương 219, ông đây biết mày có khách. Thẩm Ngọc Nhu đang ngồi một bên trực tiếp phì cười, vốn có chút sợ hãi vì hành vi hung hăng của Hồ Tam nay đã biến mất không còn bóng dáng. Đại ca, anh không sao chứ, nhìn thấy Hồ Tam rơi xuống nước, mấy tên thanh niên gây hại tại địa phương lập tức gọi vào trong sông. Mấy giây sau, Hồ Tam lộ đầu ra từ giữa sông, mặt mày giữ tợn mắng về phía ông từ, ông từ kia, mày chán sống rồi có phải hay không? ông đây đã bảo mày ngừng lại mày không nghe thấy sao. Ông từ nghe vậy mau chóng giải thích, anh ba, tôi thật sự đã ngừng tay. Chỉ là không biết vì sao bè trúc lại tự di chuyển. Thật sự là gặp quỷ rồi. Hồ Tam hung ác chừng ông từ một cái, sau đó nhờ mấy tên đàn em nâng đỡ bò lên từ giữa sông. Hắn vuốt mái tóc ướt nhẹp một cái, bàn tay giơ cao lên, đánh mạnh lên mặt của ông từ một bà tai vang cái bốp, má nó, lời của ông đây mà cũng dám coi như là trò đùa muốn chết rồi rõ ràng gã vẫn cho rằng là do ông từ nên ban nãy gã mới bị rơi xuống nước làm mất hết mặt mũi anh ba tôi ông từ bụng gò má không biết nên giải thích thế nào tâm trạng vui vẻ của ông đây đều bị mày làm cho xấu đi hồ tam chỉ vào mặt sông phản chiếu ánh sao nói bây giờ cho mày một cơ hội nhảy xuống từ chỗ này bơi về nhà tao sẽ không tính toán lỗi lầm của mày ông từ do dự anh ba chuyển chuộc lỗi có thể ngày khác rồi tính không, hôm nay tôi còn có khách. Bốp, một bên gò má khác của ông từ lại bị tát cho một cái, Hồ Tam là cao thủ nội công, lực tay rất lớn, đánh xuống một bàn tay, gò má của ông lão từ sưng đỏ lên ngay lập tức. Ông đây biết mày có khách, Hồ Tam lạnh lùng liếc mắt nhìn đường Tuấn và thẩm ngọc nhu một cái, nói, mày yên tâm, hai người khách này tao sẽ tiếp đón cẩn thận giúp mày. Còn không mau cút đi. Trong lòng ông từ sợ hãi, chỉ có thể đưa mắt xin lỗi Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu, sau đó ông nhảy xuống sông trong tiếng cười vang của đám thanh niên, bơi về phía bờ. Lúc này, bên trong một căn biệt thự nhỏ vô cùng đặc biệt ở thành cổ Bắc Ninh. Căn biệt thự này là do Trương Tuyền mua lại vào mấy năm trước. Ông ta đang đánh cờ vây với người khác, ngồi đối diện ông ta là một người trung niên tuổi cũng sắp xỉ với ông ta, người trung niên này có hơi thở bình tĩnh, Ngồi yên một chỗ làm cho người ta cảm thấy áp lực như núi cao ập vào mặt, rất rõ ràng cũng là một cao thủ tu luyện mạnh mẽ. Chỉ một năm ngắn ngủi không gặp nhau, không ngờ tới không chỉ thực lực của ông anh Trương đây có tiến bộ mà ngay cả năng lực chơi cờ cũng vượt xa trước kia rồi. Người trung niên kia do dự cả buổi, cuối cùng vứt cờ chịu thua. Trên mặt Trương Tuyền hơi có chút đắc ý, nói: "Ông em Nam à, thật ra ông bị vây ở cảnh giới này cũng đã lâu rồi. Nếu như chịu chuyên tâm tu luyện thêm 3 năm rưỡi, nói không chừng cũng có hy vọng có thể bước chân vào cảnh giới chân khí người trung niên khẽ lắc đầu ông anh ông cũng không phải mới quen biết tôi ngày đầu tiên con đường võ đạo đối với tôi mà nói chỉ là công cụ thêu hoa trên gấm mà thôi võ đạo không có giới hạn mà sức người lại có hạn cho dù trở thành cao thủ tông sư cảnh giới chân khí thì lại làm sao sau trăm tuổi không phải cũng chỉ là một nắm đất vàng hà có khác gì với người bình thường đâu so với việc dùng thời gian theo đuổi võ đạo mịt mờ còn không bằng thừa dịp còn nhiều thời gian mà hưởng thụ cho đã. Trương Tuyền im lặng không nói, ông đã quen biết với người Trung niên gần 10 năm, biết rõ tính tình của nhau đến tận gốc rễ. Nghe nói lần này ông muốn đi đánh quyền giúp Trần Bá Phước. Người Trung niên hỏi bâng quơ. Trương Tuyền gật đầu. Ha ha, nói vậy hạng nhất của lần đánh quyền này đã vững vàng nằm trong tay của ông anh Trương rồi. Lấy thực lực của ông, thi đấu với mấy người kia, đúng thật là đang bắt nạt bọn họ. Chỉ là tôi không ngờ Trần Bá Phước lại có năng lực lớn như vậy, có thể mời được vị Phật lớn là ông đây." Người trung niên cười nói. Trương Tuyền cười lạnh nói, "Nhu cầu đôi bên mà thôi. Chỉ bằng Trần Bá Phước còn chưa xứng để tôi ra tay. Tôi muốn dựa vào đó mà tạo thế, qua một thời gian lại đi hình ý môn đánh với Văn Sơn một trận." Thì ra là như vậy, có điều không bao lâu nữa ông đã là cao thủ tông sư rồi. Đến lúc đó Trần Bá Phước thấy ông sợ là cũng phải cung kính gọi ông một tiếng tông sư. Người trung niên nói, chờ ông anh Trương đánh bại Văn Sơn, đến lúc đó vừa vặn đánh một trận thành danh. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một người đi vào từ cửa biệt thự. Đó là quản gia ngày thường trông coi biệt thự này giúp Trương Tuyền. "Trương 220, có điều vừa hay bớt việc cho tao." "Sư phụ Trương, Hồ Tam đã bắt được hai người kia, đang đi ra bên ngoài thành cổ." Quản gia cung kính nói biết rồi, Trương Tuyền xua tay, quản gia lập tức lui xuống. Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi, ông anh Trương cần chi phải tốn công lớn như vậy, bắt lại là được. Có thể hầu hạ vị tông sư tương lai là ông, đó là phúc phần cô ấy đã tu luyện mấy đời. Người trung niên cười khẽ nói. Trong đôi mắt Trương Tuyền hiện lên vẻ tàn nhẫn, nói, một người phụ nữ đương nhiên không đáng để tôi tốn nhiều công sức như vậy, chỉ có điều cô gái này khá là đặc biệt còn có một người đàn ông nghi là con cháu gia tộc võ thuật đi theo bên cạnh, vì thế nên có chút phiền phức. Người trung niên hiểu rõ, trương tuyền xuất thân bình dân, trước khi chưa thành tông sư thật sự không dám trêu chọc tới đám con cháu gia tộc võ thuật. Hừ, mặt trương tuyền lạnh lùng, nói chỉ là tên công tử bột ỉ vào gia tộc mà ra vẻ oai phong thôi. Nếu thật sự chọc giận tôi, thật cho là tôi không dám giết cậu ta à. Quá lắm thì tôi trốn vào rừng sâu núi thẳm một lúc, thành tông sư rồi lại ra, Đến lúc đó xem bọn họ làm sao bắt được tôi." Ông ta cầm một con cờ đen trong tay, trong lúc nói chuyện để lộ ý định giết người ra ngoài, thế mà bóp con cờ thành bột phấn. "Người kia có tu vi như thế nào? Hồ Tam đi có ổn không?" Người trung niên hỏi. Trương Tuyền xoa xoa bột phấn trên tay, trả lời, "Tu vi của người kia chắc là ở nội công trung kỳ." Hồ Tam mặc dù là cao thủ nội công sơ kỳ, nhưng nền móng cũng không thua kém đám con cháu gia tộc võ thuật hơn nữa còn từng được tông sư chỉ bảo đối phó với loại con cháu gia tộc thùng rỗng bình thường chỉ biết chơi gái thì không thành vấn đề người trung niên gật đầu nhẹ nhàng trong lòng trương tuyền lại tính toán một lượt nếu như hồ tam đánh không lại đường tuấn đến lúc đó ông ta vừa hay vu oan giá họa đổ hết lên người vị tông sư phía sau hồ tam bè trúc trôi băng băng ở giữa sông gió lạnh buổi tối thổi qua quần áo bay phần phật thẩm ngọc nhu chỉ mặc một chiếc váy nên có chút lạnh nhích người lại gần cơ thể Đường Tuấn. Đường Tuấn mở rộng chân khí bảo vệ ra một chút để bảo vệ Thẩm Ngọc Nhu, lúc này mới nhìn về phía Hồ Tam đang ngồi xếp bằng trên bè chúc các người muốn thế nào. Hồ Tam cười khẩy, nhìn lướt qua hai người, nói, ngoan ngoãn ngồi yên là được, có cho mày nói chuyện chắc. Anh ba, đến rồi, bấy giờ một tên đàn em trèo thuyền hô với Hồ Tam. Bè trúc dừng lại bên bờ, bên cạnh cách đó không xa là một bãi tha ma ánh trăng lạnh lẽo một đám đàn ông hung dữ bãi tha ma kết hợp lại thành một hình ảnh âm u kinh khủng đi thôi hồ tam đứng dậy anh đường tuấn tôi thẩm ngọc nhu dù sao cũng là con gái lúc này không khỏi lộ ra vẻ mặt sợ sệt đường tuấn vỗ vỗ tay cô ấy nói đừng sợ có tôi ở đây không có chuyện gì đâu đã khó tự bảo vệ mình rồi còn dám nói mạnh miệng hồ tam lên tiếng trước lạnh lùng diếu cợt Đoàn người đi cách bờ mấy chục mét, đến gần bãi Tha Ma, 7, 8 tên thanh niên bao vây Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu lại. Thằng nhóc thối, đừng trách tụi tao vô tình, muốn trách thì trách bản thân không có mắt nhìn." Hồ Tam móc ra một cây đao ngắn sắc bén không biết lấy từ chỗ nào, vẻ mặt dữ tợn. Đường Tuấn thở dài, nhìn Thẩm Ngọc Nhu đang không biết bây giờ phải làm thế nào cho phải, giơ tay ấn một cái vào huyệt ngủ sau cổ cô ấy. Cô gái bèn thiếp đi trong lòng Đường Tuấn. Ha ha ha. Đúng là một đám cậu ấm cô chiêu chưa từng thấy chuyện đời, vậy mà cũng có thể ngất. Hồ Tam khinh thường nói, có điều vừa hay bớt việc cho tao. Gã vung đao ngắn trong tay lên, trên thân đao lập tức tỏa ra ánh sáng lành lạnh, thằng nhóc, cậu muốn chết thế nào? Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 221 thì ra là như vậy. Đường Tuấn nhìn Hồ Tam, khẽ nhíu mày, nói tôi không quen biết anh. Tại sao lại phải ra tay với chúng tôi? hồ tam cười lạnh một tiếng mày khỏi cần cậy thông tin từ miệng tao cho dù mày có biết thì thế nào dù sao cũng đều chết hết cần gì phải phiền phức như thế ra tay đi mấy thanh niên gây hại nghe thế lập tức đánh về phía đường tuấn hừ muốn chết ánh mắt đường tuấn tối lại một tay ôm cơ thể mềm mại của thẩm ngọc nhu tay kia tạo thành hình quạt quạt về phía mấy người kia chỉ nghe một loạt tiếng vang nặng nề mấy thanh niên gây hại đang đánh về phía đường tuấn kia trực tiếp bay ngược ra ngoài không rõ sông chết. Cha cha, đúng là thật sự có tài. Hồ Tam không sợ mà còn lấy làm mừng, nụ cười bên khóe miệng càng thêm sâu, nói có điều phải chấm dứt ở đây thôi. Để tao kết liễu cho mày đi. Dứt lời, Hồ Tam vùng đao ngắn trong tay lên, tùy ý quét ra một đợt ánh đao, vây xung quanh cơ thể đường Tuấn. Trong mấy chục ánh đao, chỉ có một cái là thật, người bình thường sợ là đã sớm hoa mắt, ngẩng cổ chờ bị giết thảm nhưng đường tuấn chỉ duỗi ra hai ngón tay giống như cây bút của thần yên lặng không một tiếng động đã nắm được ánh đao kia đầu hai ngón tay thon dài bắt lấy thân đao mặt hồ tam hơi thay đổi dùng hết sức thúc giục nội lực muốn chém xuống nhưng không thể di chuyển được tí ti như lấy trứng trọi đá ngón tay đường tuấn hơi chuyển động truyền ra một dòng chân khí ẩn chứa sức mạnh hồ tam chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dần sau đó đao ngắn đang cầm trong tay đã trực tiếp bị đoạt mất Cơ thể gã bị dòng sức mạnh này chấn động phải liên tiếp lui về phía sau, không thể tự kiềm chế. Cái đệt, Hồ Tam ổn định lại cơ thể, xoa xoa cổ tay có chút đau đớn, nói coi bộ mày cũng không phải một cậu ấm chẳng làm được gì, cũng có chút bản lĩnh. Có điều muốn vượt qua tao thì tuyệt đối là không thể. Cơ thể gã run run, vậy mà lại cao lên 5 cm, da bị kéo căng như một cái xào che dài nhỏ, hơi thở trên người lại mạnh mẽ hơn một chút. Đường tuấn thấy thế không có nóng lòng ra tay trái lại cảm thấy có chút hứng thú nhìn hồ tam thời gian anh tiếp xúc với võ đạo cũng không lâu có lòng tò mò với một vài chiêu số võ thuật sau một phút hơi thở của hồ tam cuối cùng cũng ngừng tăng lên lúc này gã thế mà lại cao hơn đường tuấn mười mấy cm đưa mắt nhìn xuống đường tuấn ha ha thằng nhóc thối nếu như ban nãy chạy trốn thì còn có cơ hội nhưng mày lại dám ở lại vậy thì chịu chết đi còn chưa nói hết câu Bàn tay của Hồ Tam đột nhiên vung lên, bàn tay như đao bổ về phía Đường Tuấn, giữa mày có sự tự tin cực lớn. Chiêu thức tương tự như biến hình này là gã học được từ trong tay của một vị cao nhân, đủ có thể nâng cao thực lực của bản thân gã lên gấp đôi trong một khoảng thời gian ngắn, ngay cả cao thủ nội công trung kỳ cũng có thể xử lý trong một cú. Thành cổ Bắc Ninh rối loạn, gã có thể trở thành đại ca của bọn côn đồ ở nơi này, đương nhiên là có bản lĩnh không nhỏ. Đường Tuấn dường như bị dọa sợ đến choáng váng không nhúc nhích một chút nào, gần như si ngốc mà nhìn dao tay của Hồ Tam chém về phía mình. Ha ha ha, Hồ Tam vô cùng đắc ý, làm như lại nhìn thấy một mạng người nữa chết ở trong tay mình. Gã liếc mắt nhìn cô gái trong lòng Đường Tuấn, chờ sư phụ Trương Tuyền chơi cô ả à này xong, nói không chừng gã cũng có cơ hội thử một lần. Dao tay cứ thế rơi xuống cổ Đường Tuấn, nhưng hình ảnh đầu người bay lên không có xảy ra như trong tưởng tượng của Hồ Tam. Gã căn bản còn chưa kịp phản ứng cơ thể đã bị quẳng ra ngoài như một bao cát. Thì ra là như vậy, trong mắt Đường Tuấn lóe qua vẻ hiểu rõ, phương pháp vận dụng chân khí ban nãy Hồ Tam dùng và cả chiêu giao tay hiển nhiên là có cao nhân chỉ dạy, để cho anh thu hoạch được không ít. Trốn, Hồ Tam thấy Đường Tuấn không mất một sợi tóc đi về phía gã, trong lòng sinh ra vô số nỗi sợ, không còn ý nghĩ giết người nào nữa. Gã bò lên, xoay người muốn chạy về con sông cách đó không xa, chỉ cần có thể trốn vào trong nước như vậy gã tự tin mình tuyệt đối có thể chạy trốn chương 222, mày không thể giết tao. Trốn nổi không, đường Tuấn cười lạnh một tiếng, tay đã sớm bắn ra một cái ngân châm với tốc độ còn nhanh hơn Hồ Tam vài lần. Anh đi theo bọn họ lên trên bờ chính là vì sợ bọn họ nhảy xuống nước chạy thoát thân, làm sao có thể không chuẩn bị tốt mọi thứ cho được. Bịch, 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 cách mặt sông chỉ còn một khoảng chưa tới 3 mét, trong lòng Hồ Tam sinh ra ánh sáng thắng lợi của Bình Minh quay đầu lại liếc nhìn đường Tuấn, trong lòng dường như bị một tảng đá lớn đè lên. Vốn cho là chuyện vô cùng dễ dàng, không ngờ thực lực của tên nhóc họ đường này vậy mà lại quá biến thái. Tên này tuyệt đối không chỉ là nội công trung kỳ, ít nhất là nội công hậu kỳ, thậm chí là cao thủ nội công hóa khí, mình phải nhanh chóng chạy về nói cho sư phụ Trương Tuyền, miễn cho bị chúng phải quỷ kế của tên này. Hồ Tam nghĩ thầm ở trong lòng. Nhưng ngay lúc này, gã bỗng nhiên cảm thấy đùi phải tê dần, sau đó lảo đảo ngã rầm trên mặt đất, mặc cho gã dùng sức thế nào cũng không thể di chuyển cơ thể về phía trước thêm được một cm. Lúc này gã chỉ còn cách mặt sông chưa tới 1 mét, nhưng một mét này tựa như là rãnh trời, ngăn cản đường đi của gã, cũng ngăn cách sự sống và cái chết của gã. Cộc, cộc, cộc. Đường Tuấn đặt thầm ngọc nhu dựa vào bên dưới một thân cây, bước từng bước một đi về phía hồ Tam, tiếng bước chân ở trong bãi tha ma trở nên vô cùng kỳ dị. Mày đã làm gì tao? Hồ Tam dùng hết sức lực gào thét, nhưng khi lên tiếng, gã sợ hãi phát hiện, gã căn bản không phát ra được bất cứ âm thanh nào, yếu ớt như một con ruồi. Đường Tuấn từ trên cao nhìn xuống Hồ Tam, lạnh lùng nói, có phải anh cảm thấy tôi muốn kéo người đứng phía sau anh ra từ trong miệng anh nên sẽ không dám giết anh không? Hồ Tam ngay cả chút sức lực gật đầu cũng không có, nhưng ánh mắt kia đã nói lên tất cả. Ha ha, anh cho rằng tôi không biết là ai đang đứng phía sau dở trò sao ánh mắt đường Tuấn bỗng nhiên lạnh lẽo, nói Trương Tuyền nếu dám để cho anh tới đây chịu chết, lẽ nào anh không có cảm giác về cái chết sao? Trong lòng Hồ Tam sợ hãi vô cùng, thì ra tất cả tính toán đều đã bị người này nhìn thấu. Không chỉ tất cả những tính toán của gã thất bại, trái lại bãi tha ma này còn là nơi chôn xương của gã. Yên tâm, anh sẽ không chết dễ dàng như vậy. Ngân châm ban nãy mang theo chân khí của tôi đã xâm nhập vào bên trong cơ thể của anh, sẽ từng chút một phá hoại, vặn vẹo kinh mạch của anh, loại đau đớn này còn khó chịu hơn cả cái chết, hơn nữa anh tuyệt đối sẽ không kêu lên được tí âm thanh gì. Sự đau khổ này sẽ kéo dài chừng 4 tiếng đồng hồ, anh cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Ánh mắt đường Tuấn lạnh lùng, đối với những người muốn làm hại đến anh và bạn bè bên cạnh anh, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Hồ Tam nghe vậy bị dọa sợ vỡ mật, đúng quần cũng ướt nhẹp. Đường đường là một cao thủ nội công lại bị mấy câu nói dọa đến không thể khống chế vấn đề sinh lý mày không thể giết tao sư phụ của tao là một tông sư cảnh giới chân khí hồ tam rít gào ở trong lòng chờ chút vừa nãy cậu ta nói là chân khí mà không phải là nội lực cậu ta là cao thủ cảnh giới chân khí trong lòng hồ tam lóe lên một tia sáng một ý nghĩ kinh khủng hiện lên ở trong đầu gã thì ra là như vậy mình thế mà lại mưu toan giết chết một vị tông sư cảnh giới chân khí Lúc này ngay cả Hồ Tam cũng cảm thấy hành vi của mình hết sức buồn cười, đáng tiếc là lại cười không nổi. Có điều mày cũng chẳng sống thêm được bao lâu, qua một thời gian ngắn chính là ngày hẹn của tao và sư phụ. Ông ấy phát hiện không thấy tao, tự nhiên sẽ tìm mày để báo thù. Tao ở điện Diêm La chờ mày." Trong lòng Hồ Tam nghĩ một cách ác độc, Chương 223 Tự tin mạnh mẽ. Vẫn là căn biệt thự thuộc về Trương Tuyền. Trong phòng, Trương Tuyền đang cùng người trung niên họ Nam uống trà khung cảnh thoải mái an nhàn. Lúc này, một loạt tiếng bước chân vội vàng vang lên, sau đó người quản gia kia khom người nhanh chóng đi vào. Hồ Tam đã đưa người tới rồi sao? Trương Tuyền nâng một chén trà tinh xảo tùy ý hỏi, giữa đôi chân mày là sự tự tin mạnh mẽ. Hai mắt quản gia hiện ra không ít kinh hoàng, nói, sư phụ Trương, xảy ra chuyện rồi. Tôi nghe người ở khách sạn Phúc Lai nói, tên nhóc họ đường và cô gái kia đã trở về. Soảng! Cái gì? trương tuyền trợn mắt liệu uống trà giá trị không nhỏ được ông ta cầm trong lòng bàn tay bị nội lực bắn ra theo bản năng đập cho vỡ tan thành ông ta đứng dậy đôi mắt hổ nhìn chằm chằm vào quản gia hỏi ông vừa mới nói cái gì quản gia sợ mất mật nhưng vẫn ngoan ngoãn nói lại mọi chuyện một lần nữa coi bộ hồ tam đã ngã xuống trong tay tên nhóc kia người trung niên họ nam trầm giọng nói trương tuyền gật đầu dặn dò quản gia dặn xuống dưới Chuyện này tôi không muốn nghe thấy có người nói đến. Nếu để cho tôi biết, các ngươi đã biết hậu quả. Quản gia vội gật đầu, lui ra ngoài. Không nghĩ tới tên nhóc kia đúng là có mấy phần bản lĩnh, ngay cả Hồ Tam cũng không phải là đối thủ của cậu ta, là tôi đã khinh thường cậu ta. Nét mặt Trương Tuyền đã khôi phục lại bình tĩnh, ngồi xuống một lần nữa. Ông định làm gì?" Người trung niên họ Nam hỏi. Trương Tuyền im lặng trong chốc lát, trên mặt bỗng nở một nụ cười ác độc, ha ha. Hồ Tam chết rồi, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Ông em Nam, ông không phải có vài con đường tin tức sao, giúp tôi lan rộng chuyện này ra ngoài, cứ nói gã tranh giành tình nhân với tên họ Đường, bị tên họ Đường đánh chết. Người trung niên họ Nam hơi run lên, sau đó gật đầu, chỉ là trong mắt lộ ra không ít kiêng kỵ. Vị tông sư cảnh giới chân khí sau lưng Hồ Tam có chút kỳ lạ, nhưng dù sao cũng là cao thủ tông sư thứ thiệt. Mấy năm trước chính ông đã tận mắt nhìn thấy người kia xé xác một tên cao thủ luyện công hóa khí, do đó giành được tên gọi Tông Sư Điên, hành vi này của Trương Tuyền, vụ oan giá hỏa, không thể nói là không độc ác. Cho dù sau lưng tên nhóc kia có chút chỗ dựa, nhưng nếu như gây hấn với một vị Tông Sư Điên cũng sẽ vô cùng đau đầu. Bên trong khách sạn Phúc Lai, nắng sớm vừa chiếu, đường Tuấn khoanh chân ngồi trên sàn bên ngoài ban công, thẩm ngọc nhu ngủ yên bên trong phòng. Tối hôm qua sau khi trở về, sợ Trương Tuyền sẽ lại ra tay cho nên bèn ở lại. Nắng sớm như những mảnh vàng vỡ chiếu xuống khắp nơi trên cơ thể anh, tôn lên cho anh toàn thân vàng kim như một vị Phật cao quý mà lại trang nghiêm. Khí thế trên người lên lên xuống xuống, loáng thoáng có thể nghe được âm thanh chân khí rung động. Sau khi đánh nhau với đám người Văn Sơn và bà Độc, Đường Tuấn cũng đã chạm tới bậc cửa võ kỹ, mà tối hôm qua nhìn thấy phương thức vận chuyển nội lực đặc biệt của Hồ Tam, tựa như cọng rơm cuối cùng, để anh hiểu được chân lý của võ kỹ sau một hồi lâu đường tuấn thở ra một hơi khí bẩn mở hai mắt ra còn thiếu một chút nếu như có thể đánh với vị tông sư sau lưng hồ tam có lẽ sẽ có thể hoàn thiện suy nghĩ của mình đường tuấn nói trong lòng có chút tiếc nuối sau khi đánh với hồ tam anh đã đoán được sau lưng hồ tam tuyệt đối có một cao thủ tông sư đang chỉ dẫn nhưng vẫn cứ ra tay giết chết mấy người hồ tam một là giết gà dọa khỉ hai là mấy người hồ tam đã đụng chạm tới điểm giới hạn của anh anh dùng phương pháp của truyền nhân gia tộc Y Thánh nên căn bản không có khả năng có người biết là anh đã ra tay. Chương 224 hệt như một con hồ ly đa mưu túc trí. Đứng dậy, đi vào phòng. Thẩm Ngọc Nhu ưm một tiếng, vừa lúc tỉnh dậy. A, à, cô ấy vừa mở mắt ra, từng hình ảnh tối hôm qua lập tức hiện lên ngay trước mắt, làm cô ấy sợ đến trực tiếp kêu lên. Ngọc Nhu, không sao rồi." Đường Tuấn ngồi ở bên giường, giữ chặt lấy Thẩm Ngọc Nhu một sợi chân khí chạy qua, cô gái lập tức bình tĩnh lại. Anh Đường Tuấn, đám người tối hôm qua, Thẩm Ngọc Nhu lấy lại tinh thần, nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng, hơi thả lỏng một chút, hỏi. Đường Tuấn nói, bọn họ đã bị anh Đường Tuấn đánh cho chạy, yên tâm, bọn họ sẽ không bao giờ có thể bắt nạt cô nữa. Thẩm Ngọc Nhu ngẩn người trong chốc lát, sau đó gật gật đầu, tuy rằng không biết với cơ thể gầy yếu của Đường Tuấn làm thế nào đánh cho đám người xấu hung ác kia phải bỏ chạy, nhưng Đường Tuấn mang đến cho cô ấy một loại cảm giác an toàn trước nay chưa hề có, lựa chọn tin tưởng vô điều kiện. Tiến hành châm cứu cho Thẩm Ngọc Nhu thêm một lần, hai người mới đi xuống lầu chuẩn bị ăn điểm tâm. Đường Tuấn vẫn không gặp Trương Tuyền và Trần Bá Phước, có điều cũng chẳng chú ý đến việc này. Chỉ cần bọn họ không đến tìm mình gây chuyện phiền phức thì sống chết mặc bay. Khách sạn Phúc Lai tuy rằng không thể so sánh được với những khách sạn cấp sao, nhưng điểm tâm được làm hết sức tinh xảo, ngon miệng ngay cả thẩm ngọc nhu cũng ăn nhiều hơn không ít bụng nhỏ ăn đến phình lên trên mặt tràn đầy ý cười dường như đã quên đi chuyện không vui tối qua đúng lúc này bỗng nhiên có người từ bên ngoài đi vào trong khách sạn phúc lai ông ta hô với những người đang ngồi ăn bên trong phòng ăn đại ca trần gọi mọi người qua đừng ăn nữa nhanh lên khách sạn phúc lai đã được trần bá phước bao chọn có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm đương nhiên đều à đàn em trung thành của trần bá phước khi nghe thấy câu này đã lập tức buông đồ ăn trên tay xuống muốn đi ra ngoài theo người kia anh vương xảy ra chuyện gì có người hỏi người vừa đến người kia là vệ sĩ bên người trần bá phước thấp giọng nói xung đột với tần gia ở thành phố hạ long tần nhu dẫn theo cao thủ đến đây đang muốn khiêu chiến với sư phụ trương đại ca trần đã cho người đi mời sư phụ trương rồi nói xong một đám người đi ra ngoài đường tuấn nghe nói như thế đôi mắt hơi heo lại hệt như một con hổ ly đa mưu túc trí. Ngọc Nhu, ăn nó chưa? Chúng ta cũng đi ra ngoài cho tiêu cơm đi. Đường Tuấn cười nói. Thẩm Ngọc Nhu vui vẻ đáp lại. Lúc này, ở một chỗ trên quảng trường bên ngoài thành cổ Bắc Ninh, đây là nơi mà bọn nhỏ trong thành hay đến chơi, có không ít tạ đá và dụng cụ rèn luyện. Chỉ là bầu không khí lúc này lại có chút nghiêm nghị, người ở hai phe đang rằng co. Mà ở xung quanh quảng trường lại là đội ngũ của các ông lớn bên trong thành, Thậm chí còn có Âu Dương Hồng Phượng đã từng gặp mặt Đường Tuấn một lần. Tần Nhu, giải thi đấu so quyền ngày mai mới bắt đầu, lẽ nào cô muốn phá hư quy định sao? Trần Bá Phước lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Nhu trước mặt, ánh mắt tối lại. Tần Nhu chậm rãi xoay người, nói: "Ha ha, quy định là do người đặt, lần này mặc dù là do đại ca Trần ông làm chủ, nhưng thế thì sao? Cũng không có quy định không thể đánh một trận giao lưu trước khi giải thi đấu so quyền bắt đầu đúng không?" nghe nói ông mời Trương Tuyền đến, sao lại không thấy người, đừng nói là sợ đến nhũn chân, không dám ra luôn nha. Vẻ mặt Trần Bá Phước càng khó coi, hỏi người ở bên cạnh, sư phụ Trương Tuyền đâu, sao mà còn chưa đến đây. Người kia trả lời, đã cho người qua mời, có điều hình như sư phụ Trương Tuyền đã ra ngoài bận việc, có lẽ sẽ đến chậm một chút. Trương 225, ông là người phương nào? Trong lòng Trần Bá Phước có chút giận, ngày thường Trương Tuyền nói rất hay, thế nhưng vào thời điểm mấu chốt lại chẳng thấy có tác dụng gì, để cho ông ta ở trong hoàn cảnh lúng túng. Ông ta có chút kiêng kỵ liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Tần Nhu. Người đàn ông này chừng 40 tuổi, vóc người gầy gò, nhìn giống như con khỉ, để hai tròm dâu dê, làm cho người ta cảm thấy có vẻ rất hèn mọn. Nhưng ban nãy Trần Bá Phước đã đánh vài chiêu đơn giản với người này, biết võ công của người này cực kỳ khủng bố, sợ là người bên này của bọn họ cũng chỉ có mỗi trương tuyền là có thể đối phó về phần Đường Tuấn mà ông ta hao hết tâm tư mời tới đã sớm bị ông ta lựa chọn bỏ quên. Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu đứng ở phía sau đám người, nhưng Tần Nhu dường như có ý định muốn làm cho Trần Bá phước lúng túng cho nên nói chuyện rất lớn tiếng, bọn họ cũng nghe được vô cùng rõ ràng. Vào lúc này, trong đám người truyền đến từng đợt ồn ào. Sư phụ Trương đến rồi. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía bên này, lúc sắp đụng vào đám đông lại nhảy lên thật cao. Ước chừng có thể nhảy lên cao tới 10 mét, mặt đất cũng bị chấn động nhẹ một lúc. Sư phụ Trương thật là lợi hại, nhảy lên một cái cao chừng 10 mét, đây là người sao? Có người lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Trương Tuyền tràn đầy khiếp sợ cùng ước ao. Người luyện võ không thể dễ dàng thể hiện chiêu thức phi phàm trước mặt người bình thường, nếu không sẽ gây ra hoang mang. Nhưng ở thành cổ Bắc Ninh lại không có loại kiêng kỵ này, có thể đến đây gần như đều biết đến sự tồn tại của người luyện võ. Nhưng lập tức nhảy lên cao chừng 10 mét vẫn làm cho người ta rung động thật sâu. Sư phụ Trương, nhờ cả vào ông, Trần Bá Phước hơi nâng tay. Trên mặt Trương Tuyền lộ ra vẻ đắc ý, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía Tần Nhu, nói: "Cô chính là tên nhóc nhà họ Tần kia." Tần Nhu nói: "Sư phụ Trương Tuyền đúng là bản lĩnh, chỉ là bán mạng cho họ Trần đúng là uổng phí, nếu không thì như vậy đi, Trần Bá Phước cho ông bao nhiêu tiền, tôi ra nhiều gấp đôi." Thế nào? Cô ta thế mà muốn đào góc tường nhà Trần Bá Phước trước mặt tất cả mọi người, mặt Trần Bá Phước phút chốc trắng bệch. Trương Tuyền lắc đầu, nói, phú quý đối với tôi như là mây bay. Tôi cầu là võ đạo dũng mãnh kiên cường. Hai mắt ông ta đột nhiên trừng lớn, nơi sâu thẳm trong ánh mắt tựa như có vệt sáng lóe lên, nhìn chăm chăm vào tần nhu, nói, không phải cô vừa mới nói tôi sợ đến nhũn chân sao. Bây giờ tôi đến rồi, cô có thấy chân tôi run hay không? Tần Nhu chỉ là một người bình thường đến cả nội công cũng không thể luyện ra được, bị Trương Tuyền hùng hổ trừng mắt, trong phút chốc cảm thấy như đang bị một con mãnh thú theo dõi, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, liên tục lùi về sau vài bước. Hừ, ý võ bắt nạt người, đây chính là phong độ của Trương Tuyền ông sao? Lúc này, người trung niên hèn mọn bên cạnh Tần Nhu đưa tay kéo cô ta qua, quát về phía Trương Tuyền. Ông là người phương nào? Trương Tuyền lạnh lùng quát lên, nhưng vẫn biểu hiện dáng vẻ phong độ của cao nhân như trước. Người trung niên có khuôn mặt hèn mọn giúp Tần Nhu ổn định cơ thể, chắp tay nói, Đinh Mạnh Phúc. Đinh Mạnh Phúc, đây là ai vậy? Căn bản chưa từng nghe tới. Hừ, mặc kệ ông ta là ai, dù sao chỉ cần có sư phụ trương ra tay, cho dù ông ta có là Mạnh Phúc gì, cũng không phải là đối thủ. Sau khi Đinh Mạnh Phúc tự giới thiệu, đám đông phía sau trương tuyển bỗng chốc vang lên từng đợt tiếng nghị luận hai ngày nay trương tuyền đã để lại cho bọn họ ấn tượng quá mức sâu sắc ở trong mắt bọn họ trương tuyền chính là tượng trưng cho vô địch đương nhiên cũng có không ít người giữ im lặng ánh mắt nhìn về phía đinh mạnh phúc mang theo vài phần nghiêm túc trương tuyền cũng nhìn thẳng vào đinh mạnh phúc nói đinh mạnh phúc của phái bát quái đúng vậy đinh mạnh phúc mỉm cười đúng là đinh mạnh phúc của phái bát quái âu dương hồng phượng đứng trên gác lửng cách quảng trường không xa Vẻ mặt cũng đồng thời cứng lại, mấy năm trước có người nói Đinh Mạnh Phúc tìm hiểu huyền bí của luyện công hóa khí, từng đánh với một vị tông sư gần trăm chiêu mới thua, nhưng vì sao đến bây giờ vẫn chưa thể đột phá. Có điều xem tình hình này, Trương Tuyền gặp nạn rồi. Tuy sức chiến đấu của ông ta siêu phàm, nhưng hẳn không phải là đối thủ của Đinh Mạnh Phúc. Lầm bầm một mình, ánh mắt Âu Dương Hồng Phượng quét về phía đoàn người phía sau cùng với Đường Tuấn, anh vẫn dám đến thật, thật sự không sợ chết sao? Có điều như vậy cũng tốt, dù là Trương Tuyền hay là Đinh Mạnh Phúc, đều là cao thủ mà anh không thể nào chống lại được. Nhìn thấy bọn họ ra tay, xem anh làm sao còn dám huynh hoang khoác lác. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 220.